Có con nhỏ nó mới đi đến chùa mình mà nó mới có 28 tuổi, mặt nó mụn đầy cái mặt. Nó lại chùa nó tu mà cái mặt nó mụn đầy hết chứ. Mặt nó thấy ghê thiệt. Mặt mày thì không có xấu mà nó mụn đầy cái mặt, thành xấu luôn. Con mắt nó gì nè, buồn hiu. Xong á, mẹ nó dặn là, mẹ nó thầy thầy, nhỏ con 28 tuổi, không thằng nào ngó tới. Nhân Đức nói, tôi nói thiệt chứ, tôi xấu thì xấu chứ, tôi nhìn con mà tôi không dám ngó luôn. Nhìn nó kỳ cục quá. Mà nói xấu đẹp gì ở đây mà tôi nói sao mà nó kỳ quá. Nhìn cái mặt gì mà kỳ cục quá chèn. Sao mà cũng mắt nó kỳ vậy? Sao mà nó lúc nào mắt nó cục? Nó lỡ nó gặp. Mẹ nó kêu, chào thầy đi con. Đây. Nói, chào thầy mà giống mày sủa quá vậy con. Chàng nó làm cái ghê. Kinh khủng không? Xong á, nói chuyện với mẹ nó, mình nói chuyện với mẹ nó, chứ không nói chuyện với nhỏ này. Nói chuyện với nhỏ này nó tưởng nó cằn nó quá, không có độ nó được. Nói chuyện với mẹ nó lằng càng cho nó chơi được không? Nói, Nhân Đức nói, cô năm nay nhiêu tuổi? Nói, bà nói, dạ con năm mấy tuổi. Bà năm mấy tuổi con nhận mặt bà sáng thiệt. Mắt bà sáng, bà nó mặt sáng thiệt. Bà mẹ bà cũng đẹp hơn nhỏ con bà nữa. Bà mẹ bà có miếng mụn nữa, mặt nó nhỏ kia mụn không. Sau đó cô năm mấy gần 60 tuổi mặt cô đẹp, sáng sủa. Chắc chắn cô niệm Phật. Chứ cô không có buồn giận ai để trong tâm đúng không? Đúng không? Nó nói, dạ đúng rồi, con nghe thầy giảng con vui. Từ khi nghe thầy giảng tới giờ là con vui, con trẻ luôn á thầy. Xong Nhà Đức nói, kể cho cô nghe câu chuyện. Mình không có nói chuyện gì ở đây, mình kể chuyện cho nó nghe chơi. Nó nghe, nó ngồi nó nghe. Có con nhỏ kia, nó lại chùa, nó xấu kinh khủng lắm. Mà cuối cùng bây giờ nó đẹp, thiệt đẹp luôn. Con nhỏ kia nó vừa nghe làm nè. Nhóng cổ nghe liền, tại vì xấu, nó biết nó xấu. Bây giờ nó nói tới đẹp, con nhỏ kia xấu lại chùa, bây giờ đẹp, nó nghe tới coi. Làm cái gì đẹp? Thì trong bụng mình nói dính cái này, dính chắc luôn. Nếu mà mình nói chuyện như này là thất bại liền, quý vị, mình khuyên nó là thất bại liền. Mình không khuyên nó, mình không cần ngó ngàng, mình không cần nhìn nó luôn. Nhìn mẹ nó chơi được không? Mẹ nó nghe khóa, mình nhìn mẹ nó thôi. Còn nó chưa nghe, nhìn nó làm chi? Nhìn mẹ nó, chơi với mẹ nó nè. Xong, kể cho bà, vừa nói câu đó, bà nói câu nè. Thầy kể cho thầy, nhỏ nó xấu cuối cùng sao mà đẹp với thầy? Thầy bác nghe pháp mình giảng mà hiểu biết, nên gọi là chim mồi quá lỡ nha quý vị. Độ con bà hiểu rồi, văn à, văn hiểu nhau không? Con nhỏ kia nó xấu là gì? Trong lòng nó u uất, nó buồn. Nó nói tại sao cuộc đời nó không thằng nào ngó ngàng nó tuổi thân phận má hồng, giết nó càng ngày càng xấu. Con nhỏ kia nó dính ngay nó nữa rồi. Bây giờ Nhân Đức nói quý vị nghe, quý vị mà không tu đi, từng tuổi đó làm gì trong lòng quý vị không cảm thấy cô đơn? Mà nó cô đơn mà nó buồn rồi nó xấu ác đảng. Bà này dính ngay bả sao phải cười dữ. Hiểu không? Nên đó, dính ngay tim đen quá sao phải cười gì? Quá trời cười. Hiểu không? Rồi sao bắt đầu lại sao? Nó nhóng cổ nên nó nghe hoài. Con nhỏ đó sao rồi giờ nó đẹp quá trời đẹp, quá trời nhiều thằng đi theo nó luôn. Nó không chọn luôn, nó muốn đi tu. Bà mẹ bà thầy bà hỏi, cách nào thầy? Thì bây giờ nó đừng có buồn nữa. Mà nó không muốn buồn nữa thì làm sao? Phải niệm Phật, phải nghe Pháp. Đơn giản thôi, niệm Phật nghe Pháp. Rồi mỗi ngày niệm Phật lấy Phật đồ. Vậy đó mà bây giờ nhỏ kia giờ nó đẹp với lắm cô ơi. Mặt sáng sủa, ngon lành luôn, đặc biệt lắm. Xong nó quay lại nó hỏi thầy, thầy theo thầy thấy con làm gì có giống nhỏ đó không? Thấy chưa? Hỏi liền quý vị. Nói cô hả?
Cô thì nặng lắm, nặng lắm. Giống như bác sĩ đó đi. Bác sĩ mà thấy bệnh nhân mà lại hỏi là bộ cũng ra vẻ rồi ha, ra giá mà. Cô hả? Bệnh này nặng lắm. Không, bệnh này là phải mỗi tuần đi đến tu thêm ở chùa thứ bảy chủ nhật nữa nghe không, rồi về nhà phải niệm Phật cho nhiều. Từ hôm nay đem tất cả cái nỗi buồn trong lòng lo âu đem ra hết. Nói, ủa sao thầy biết trong lòng con lo âu? Nói, sao không biết? Thật lòng trong lòng của có lo không? Những đứa nó bảo đảm 100% với cô đó. Cô hiện tại bao nhiêu tuổi? Cô nói 28 tuổi. Mình cái gì mình quyết đoán luôn nghe quý vị. Tại vì mình cũng hỏi mẹ nó sơ sơ rồi. Nắm được quý vị. Thế mình đánh tâm lý quý vị 100% với cô luôn. Cô giờ đang lo. Lo dữ lắm. Bà nói lo gì? Ế. Lo ế. Vừa nói xong nó im gu, nó nhìn Nhân Đức. Xong Nhân Đức quay qua nhìn á, Nhân Đức dùng cái cặp mắt cái tình cảm chút. Nhìn phát nghe. Thấy không? Nhìn cái xong á, nhìn thẳng ngay bả một cái. Nhân Đức làm nè. Cái đầu nó làm gì nè. Nó thấy chưa? Dính liền. Xong vậy mà nói chuyện một chút, nó cười một cái. Mẹ nó nói lâu rồi không thấy nó cười. Lâu rồi không thấy nó cười. Xong thì Nhân Đức nói cô cười đẹp. Con nhỏ này cười đẹp cô. Bởi vì nãy giờ nhìn mẹ nó không mà quên nhìn nó. Mình làm cái tự nhiên bả tăng cường năng lượng lên. Tại vì không ai nhìn bà yếu bóng vía. Giống hoa mà không được chăm. Đúng không? Quay qua mình nói, nãy giờ lo nhìn mẹ, nói chuyện với mẹ, quên nhìn nhỏ gái. Con nhỏ này cư đẹp. Mình nói mạnh dạn đi. Cư có duyên con. Cư lên. Cái bà làm nè. Mẹ nói, chàng ơi, chàng thầy ơi thầy. Trời ơi, nó không bao giờ mà nó cư gì đâu thầy ơi thầy. Sao mà thầy nói chuyện mà nó cư được ngay thì. Cừ sao không cừ? Con nhỏ câm mà nghe Nhân Đức nói chuyện nó còn cừ mà đừng nói chi con nhỏ này. Đã là câm điếc rồi mà nghe nói chuyện mà diễn đạt thôi mà nhưng nhìn cái mặt cái đứa đó còn cừ. Không chi con nhỏ này nó thấy nó nghe mà không cừ mới sợ. Cuối cùng nó cừ từ đầu nói chuyện với nó tới khi kết thúc nó cừ khoảng 10 mấy lần. Kinh khủng không? Cừ lên. Từ khi gặp nó, thấy không, cho tới bây giờ luôn. Là bây giờ ý biết, hay công nhận thiệt. Mặt nó bây giờ, về cấp trước 10 lần mụn, bây giờ còn chỉ 1 phần thôi. Kinh không? Cái tâm trạng quý vị, cái tâm trạng buồn phiền quý vị nó bị độc. Mà mụn là độc đó quý vị, nó nổi lên buồn ngục là độc đó. Hiểu chưa? Nhìn có cái bà nào nói mụn không? Hiểu không? Đó. Đọc đó. Đừng có buồn nghe. Nó, lâu lâu mà bực bội sân si phiền não, buồn ai là nó nở mụn lên, cái mụn lỗ mũi nè. Nhỏ này bị nổi mụn ngay lỗ mũi. Nhỏ này bị buồn. Nghe không? Gọi là nổi mụn là dội quả, hiểu chưa? Nghe không? Đấy, ngay cái lỗ mũi luôn. Đó, thấy chưa? Vậy đó mà tới bây giờ luôn mặt mày sáng sủa lên, vui vẻ sống đặc biệt. Bây giờ tuần thứ bảy chủ nhật nào cũng đi đến đây nghe pháp, đang ngồi đây nè. Nãy giờ bà ngồi bà nghe bà cười lăng lăng. Thấy chưa vậy thấy? Cái lời nói thôi giải được cái bệnh cho người ta. Nên mình đó quý vị à, mình là một con người sống trong cái xã hội văn minh. Chúng ta tại sao không biết cười? Quý vị có nụ cười nó mới có ngày mai nha quý vị.
Quý vị mà thường vui vẻ, cái buồn đến quý vị nó sẽ giải rất là nhanh. Quý vị thường buồn một chút, buồn bỏ vào bị chết luôn. Nên cái người tự tử là đa phần là tuyệt vọng. Quý vị coi, con người chúng ta mà tuyệt vọng chúng ta dễ đi đến cái tự tử chết lắm. Nên chúng ta đến với cuộc đời này không phải là chúng ta nghi ngờ ai gì quá, nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ đặt lòng tin vào hoàn toàn con người trong cái cuộc đời này. Hiểu quý vị? Lúc nào tốt thì là tốt, lúc nào không tốt thì là không tốt. Mỗi người đều có quyền tốt và có quyền không tốt. Chúng ta cũng không cần phải đặt vấn đề rằng họ phải là tốt để chúng ta thất vọng. Đúng quý vị? Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, chúng ta đi trên đoạn đường, đoạn đường cứ bằng 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 tới khi ổ gà, chúng ta hỏi đường tại sao mày bị ổ gà. Nói, ủa tao bị ổ gà kệ tao, khúc kia thì bằng, chỗ này ổ gà, chuyện đó là chuyện của tao, mày hỏi làm cái gì. Thì bây giờ người ta có thể tốt cả một đoạn đường, nhưng đến lúc người ta không tốt nữa, mình hỏi tại sao anh không tốt. Tại vì lúc này tao không thích tốt nữa, được không? Mày thất vọng làm cái gì? Có khi người ta có thể yêu thương mình mấy chục năm mà đến lúc ta nói người ta không yêu mình nữa, chia tay, mình hỏi tại sao? Tại sao anh lại bỏ em? Không có câu tại sao. Vì bây giờ hết yêu rồi thì bỏ chứ làm sao? Xác thực đi quý vị, hãy xác thực đi. Cái duyên cái nợ giữa mình với người ta, hoặc người ta trả mình hoặc mình trả người ta, là trả một khoảng thời gian đó gà, và đến lúc trả xong rồi thì cái tình thương này người ta dành cho mình không còn nữa. Mà đã là không còn tình thương nữa, mình có kêu người ta thương, bắt buộc người ta thương, mình làm mọi cách cho người ta thương, nó cũng không thương được. Vì cái tình thương là nó gieo từ cái hạt giống thương và hoặc không thương. Nên chúng ta trong cuộc đời này đừng có đem những cái sự thất vọng để đặt vào mình, để bản thân mình tuyệt vọng. Đã là tuyệt vọng thì còn sống gì mà được tốt nữa hả quý vị? Chúng ta luôn luôn phải có hy vọng vì chúng ta còn đang được sống. Đúng không? Dù quý vị có nghèo khổ cỡ nào, quý vị vẫn có hy vọng. Cái niềm vui nó đâu phải chỉ có người giàu có tiền mới được vui, mà nghèo không được vui. Cái niềm vui nó đến với tất cả con người nếu hiểu biết. Dù là đẹp, xấu, lùng lé hô súng, giàu hay nghèo gì, chúng ta cũng có quyền được vui. Đều có quyền này mà. Có chồng hay không có chồng gì, chúng ta cũng có quyền được vui. Chứ đâu phải là chờ có chồng mới vui. Có nhiều bà có chồng thì được vui, mà bị chồng bỏ thì khổ te tua. Nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta cảm thấy ngại ngùng, buồn, hoặc là bị người ta nói rằng mình vô duyên gì mà không có chồng. Ở đây có cô nào mà từ nhỏ tới lớn mà chưa có chồng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đừng bao giờ ai nói những người không có chồng mà là vô duyên, mà phải nói là không thiếu nợ. Đúng quý vị? Cái người ta nói câu nói á, Cái gì mà cây độc không trái mà gái độc không con. Vậy mấy bà sư cô đi tu chắc bà độc quá. Nó có con cái gì đâu. Cứ là con đến với mình là duyên và nợ. Nếu mà mình không có nợ vì con cái thì không có đến. Những Đức nói với vị nghe chứ cái số mệnh đã là không có con, vì có dùng cách nào nó cũng không có con. Còn cái số mệnh mình là 7 đứa con thì vị có chặn cỡ nào nó cũng ra 7 đứa. Chặn cỡ nào nó cũng ra 7 đứa. Còn cái số bị là 2 đứa thì bị có làm cỡ nào nó cũng có 2 đứa. Có mót cỡ nào cũng không có đứa nữa. Hiểu không? Còn cái số mình là toàn là con gái không thì nó sanh là con gái không. Cái số mình là con trai không thì sanh ra là con trai không. Hãy tin nhân quả, con đến với mình có thuận duyên, có nghịch duyên. Có những gia đình mà sinh ra con nó ngoan ngoãn là thuận duyên. Có những gia đình mình sanh ra con mình nó ngỗ nghịch với mình là nghịch duyên. Nên mình học Phật mình mở cái chỗ này ra để mình hiểu được định luật nhân quả. Nên có những người sanh con gái không kêu vợ mót hoài, mót giết mà bà vợ phải xấu xí luôn.
Bà cố gắng, ông chồng cũng cố gắng, bà không ra một đứa thằng con trai. Mót giết bà vợ te tua, ông chồng cũng te tua. Đừng có mót. Hiểu không? Nhân đức nói với vị nghe, vị có phước là có phần. Dù là quý vị có một đứa con gái, nhưng quý vị có phước, quý vị sẽ gặp chàng rể đàng hoàng đến để làm rể. Yên tâm đi, có phước là có phần. Còn quý vị kiếm được thằng con trai để nói giỏi tâm đường, cái thằng con trai này nó lớn lên nó không nói giỏi tâm đường mà đi ở tù, thì có được gì không? Chưa chắc đó. Có những người người ta có hai thằng con trai mà nó có được cái gì đâu. Còn khi mình có phước, mình chỉ có một đứa con gái thôi, mình đừng có nói của cải làm cho cố. Bây giờ cuối cùng có một đứa con gái, rồi sau này của cải cũng vào tay con người ta. Đừng có nghĩ như vậy. Ai có phước là có phần. Mình đừng có suy nghĩ con của ai hết trơn á, mà người ta chỉ cần đàng hoàng với mình thì đó mới thật sự con mình. Dâu rể gì cũng vậy, đàng hoàng là được rồi. Hiểu không quý vị? Quý vị nghe những điều này thì quý vị sẽ chấp nhận cái cuộc đời quý vị dữ lắm. Còn hai vợ chồng mà không có đứa con nào mà giàu, thì mình hãy đem cái tình thương mà mình cần con nó đi đến với cô Như Diện, thương yêu các trẻ em mồ côi, thì quý vị sẽ có con bao la. Quý vị là người sinh ra đời không biết cha mẹ mình là ai, đi tìm cha mẹ mình. Đã tìm không được, đừng đi tìm nữa. Chúng ta hãy xem tất cả những người già trong cuộc đời này họ đang khổ, mình hãy dùng cái tình thương của mình đang cần có cha có mẹ, hãy đến với họ đi, thì quý vị sẽ có cha mẹ rất là nhiều. Hiểu không? Cái quan trọng là cái tâm chúng ta có mở ra hay không quý vị à. Chúng ta chỉ có đặt vào cái việc người thân của mình không à, mình quên đặt vào với tất cả mọi người. Nếu như những đức đi tu mà cũng như vậy thì làm gì có được niềm vui như ngày hôm nay. Không? Đó. Vì thấy Phật Pháp bị nghe đặc biệt chưa? Bây giờ ai mà không áp dụng Phật Pháp được như vậy quý vị? Không? Đa phần chúng ta bị khổ của ngày mai. Ngày mai cứ lo cho cái ngày mai. Những đức đi vô bếp nấu ăn gì sao, những đức khỏe gì, làm xong để đó sắp xếp cái gì rồi để đó đi nghỉ chút qua nấu. Còn mấy cô nấu cực là gì? Để chuẩn bị hay chuẩn bị, cứ chuẩn bị hoài không có một chút nào nghỉ luôn, làm gì chuẩn bị hoài à? Đúng không? Nên chúng ta nói với vị nghe chứ, nếu mà quý vị mà sống vui vẻ tốt đẹp, cuộc đời quý vị nó sẽ đặc biệt, quá đặc biệt luôn. Ngộ lắm, đặc biệt lắm. Nhân đức nói như chùa mình với hộ pháp, cái bữa trước Tết đó, gạo, cái bữa trước Tết là gạo mình đưa ra 100 tấn, 100 tấn gạo mình tặng người ta, mà không có đủ, 100 tấn cũng không đủ luôn. Cái cõi là cái cõi thiếu, nên cho mà thiếu là bình thường, không có gì mà buồn hết chứ. Ai buồn kệ người ta, mình đã làm hết lòng mình rồi, không cần phải buồn. Bây giờ em tặng 100 tấn gạo. Có nhiều bà ở trên mạng bà không hiểu bao chữ mình luôn. Sao cho cuối cùng lợi không có ông bao, trong khi mình đưa ra 100 tấn gạo nghe quý vị. Dám bị chữ. Nhưng đức nói có gì đâu mà xạo, tao xạo được không? Hiểu không? Lần sau tao làm nữa. Sợ gì? Làm là cứ làm, chữ là kệ. Đúng không? Nó, mình cứ làm với khả năng của mình cố gắng mình làm. Trong chùa còn chưa được 1 tấn gạo ăn Tết. Không được 1 tấn luôn quý vị. Quý vị biết bữa nay bên hộ pháp lên nhiêu chưa? 15 tấn gạo. Nguyên mùa Tết ăn rầm rầm, người ta đến ào ào, quá trời ăn luôn, vậy mà giờ lên 15 tấn. Vì tin lời của Phật dạy càng bố thí càng nhiều không? Vì thấy những đức chia sẻ Phật Pháp trước công chúng, quý vị thấy những đức bình an mà vui vẻ mà tự tin không? Là nhờ từ đâu? Thí Pháp. Đúng không? Phật dạy thí Pháp thông minh trí tuệ, đúng không? 100%. Rồi quý vị thấy những đức bệnh đau mà vẫn sức khỏe đầy đủ để làm việc luôn, là vì nhờ cái công đức gì? Ăn chay phóng sanh. Cái bệnh đau là túc nghiệp đã từng sát sanh, mà đời này ăn chay phóng sanh, tuy bệnh đau nhưng vẫn sức khỏe làm việc bình thường.
Đó là quả báo hiện đời luôn đó quý vị. Rõ ràng quý vị thấy những đứa ông ho hen cảm sốt chịu gần 2 tháng, người ta trung bình người ta uống thuốc thì vài ngày là hết đúng không? Những đứa không uống thuốc gì nó kéo hoài, đứa làm việc suốt luôn, đi tắm bình thường luôn, sốt ào ào nó đi tắm nước lạnh luôn để cho nó sốt thử coi nó làm sao. Cuối cùng nó sốt lên, nó ho quá trời ho, giảng pháp luôn thử coi làm sao. Bữa nay gần hết rồi nè, gần 2 tháng vẫn làm việc bình thường luôn, mày thấy không? Mà có ốm không? Lên 1 kg. Cái lỗ mũi này bự lên nè, thấy chưa? Oh. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là hãy tin rằng những lời Phật dạy là đúng 100%. Nên khi những đức ở trong chùa, những đức làm việc với những đức tin tưởng lắm quý vị à. Rồi lay quay nè, lễ viếng Hoàng Âm sắp đến nè, cái lễ viếng Hoàng Âm đợt này nè sẽ đông dữ lắm nè, đợt này nè phát động chương trình lên, đúng không? Đủ người ta đi tu, dẫn chồm sớm láng giềng đi hết, ai cũng có tiền bao xe cho họ đi luôn. Nên từ nơi đó quý vị biết cơ hội chúng ta tu phước tu duyên. Một hơi thở thở ra, không hít vào cái gì mình cầm theo được. Tại sao những việc chúng ta đang làm được mà không nỗ lực mà làm, cố gắng mà làm? Một ngày nào không làm được nữa nghỉ, khỏe re như bò kéo xe. Oh, 50.000 cái máy niệm Phật xịn sò đẹp, cực kỳ đẹp. Bây giờ từ hôm nay nghe, mỗi lần lễ nghe sẽ tìm ra một cái loại pháp thí mới lạ, kêu bên công ty bên kia phải là thiết kế ra một cái loại máy đặc biệt để tặng cho Phật tử. Cái máy đẹp, nó thiệt là đẹp luôn, để làm chi? Tặng cho người ta. Nó cứ làm đi. Tượng Phật đợt này đem lên chắc nguyên một cái nhà sau lưng này nè, 3.000 bộ tượng Phật, không phải đơn giản. Làm tới luôn, thử coi sao. Phật dạy bây giờ con thí nghiệm nè, con làm tới bờ tới bến luôn nè. Năm nay sẽ có nhiều chương trình lắm, qua lễ viếng Quan Âm chuẩn bị khiếm thị luôn. Một là qua lễ viếng Quan Âm, hai là trước lễ viếng Quan Âm làm luôn. Nó bây giờ phải khiếm thị đợt này tổ chức nè, người khiếm thị khiếm tật là một chương trình, còn tất cả những người mà nghèo đồ đó là một chương trình. Năm nay là thêm chương trình vậy đó, chương trình đó cho những người đó có cơ hội được đến chùa. Quý vị có khi đặt câu hỏi, không biết ông thầy Đức này ở đâu mà ông làm hoài thấy ghê vậy ta? Làm việc cho Phật A Di Đà, làm việc cho Phật A Di Đà. Bữa đó làm tượng Phật phải không, vừa phát tăng tâm đặt 3.000 bộ tượng Phật phải không. Bữa sau lại cái bà kia cầm một bịch bự lớn nè, bự lớn nè, đem lại một cái bịch không phải tiền, hiểu chưa? Không phải tiền. Bịch bự vậy nè, thì biết bao nhiêu cây chưa? Thôi đừng có nói nữa, đúng không? Xong kêu cô bạch đi bán hết, gỡ tiền hết luôn, trả tiền tượng Phật hết luôn, xong chuyện rồi, khỏi cần nhìn luôn. Bà nói số lượng nhiều đó thầy, là đưa ra khoảng cũng tương đối, cũng gần đủ với cái số lượng mà 3.000 bộ tượng Phật, thấy không? Thì thầy sắp xếp giùm con đi. Nó nói, được rồi bạch, đem đi ra ngoài kia đẩy xong lấy tiền gỡ luôn cho mấy điểm đặt tượng Phật, trả hết xong chuyện. Thấy chưa, cái thù thắng không?
đó, mình phải làm gì đó, làm thiệt. Coi có không coi tới, coi tới chi, coi tới cũng có được gì đâu. Thật sự quý vị biết rằng cuộc đời mình bây giờ á, không có vợ, không có con, không có gia đình riêng. Giờ tiền bạc vàng bạc gì đi chăng nữa, nó cũng là gì, phù du ảo ảnh, nó không còn một cái gì mà nặng nề nữa chứ. Giờ ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị. Người ta đa phần người ta dính với tiền bạc là do gì, con vợ gia đình mà ra. Còn bây giờ những đứa có gia đình riêng gì đâu mà tiền bạc làm cái gì? Thì chỉ có làm việc cho người ta mà cảm thấy vui nhất thôi, hạnh phúc nhất là làm việc cho chúng sanh thôi, 100% luôn á. Bây giờ tất cả chúng ta đi, bây giờ là người tu, bây giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại đi quý vị. Chúng ta là người tu nè, ngồi suy nghĩ lại nè, người xuất gia tu chúng ta ngồi suy nghĩ nè. Bây giờ tiền người ta cúng cho mình, nếu mình không làm liền lỡ mình chết bất tử làm sao? Hay là có tiền nhiều nó phiền phức lắm, chứ không phải giỡn đâu. Thà mình làm đại đi, làm phước cho rồi đi cho nó xong. Nên những đức nói rằng hòa thượng mình mà xây chùa, những đức có bao nhiêu tiền những đức đưa hòa thượng xây hết luôn. Hòa thượng xây chùa đi. Mà thật sự những đức không muốn dính vô xây chùa nữa bia. Giờ những đức ngồi suy nghĩ kỹ, hòa thượng làm để hòa thượng làm đi. Có gì mình đưa hết hòa thượng xây chùa đi. Đưa ai cũng được, không càng quan trọng quá. Mình bây giờ cái tâm tu của mình càng ngày nó càng muốn giảng sanh, chứ không phải là cái chuyện ở cái cuộc đời này. Mà thôi, bản thân những đức cũng cố gắng gầy dựng cho các anh em bên cạnh. Lúc này cho ông Đại với ông Thịnh đi rửa nhà vệ sinh. Mỗi ngày bây giờ phải đi rửa nhà vệ sinh chứ ngồi nghe giảng pháp hoài giảng cái gì. Những đức 15, 16 năm đi tu mà đi làm công quả không, đi làm việc cho người ta, đi lo cho người ta từng chút, cả ngày lẫn đêm làm việc, ngủ có bao nhiêu đâu. Một đêm ngủ 2 tiếng mấy đồng hồ, hoặc 3 tiếng đồng hồ đổ lại là dữ lắm. Buổi trưa thì nằm mấy chục phút, niệm Phật chút đi làm nữa. Bây giờ mấy ông bây giờ giảng hoài, rồi không làm cái gì sao giảng. Bây giờ hai ông đi gửi nhà vệ sinh cho tôi, gom điện thoại Nhân Thịnh, cắt cái mạng Nhân Thịnh luôn, gom điện thoại, dẹp. Rồi hai ông giảng pháp chung để tình cảm anh em nó gần gũi. Sắp xếp đó. Bước qua sắp xếp giờ thấy hai ông, một ông phát triển được chút, còn ông thì không phát triển. Để lâu coi chừng nó đì máy, cắt cái bên không phát triển. Quý vị nhớ, cái gì nó đã không phát triển thà dọn nó bớt đi, đẩy qua chỗ phát triển nó hình thành nó còn lên hơn. Hiểu không? Một là bây giờ hai anh em chia sẻ Phật pháp mà không khéo là hai anh em bất hòa tư tưởng. Bất hòa tư tưởng là sau này làm sao mà phát triển được. Bắt hai ông đi rửa nhà vệ sinh, anh em đi rửa nhà vệ sinh chung đi rồi sẽ có tình cảm. Đừng có yêu nhau thôi. Cuộc đời bây giờ ghê lắm. Nam mà nó cũng yêu, nữ nó cũng yêu, yêu yêu nữ nữ. Bây giờ sao uống thuốc ăn bánh gì mà kỳ cục. Đồ ăn thức uống gì sao nó kỳ cục quá quý vị ơi. Có nhiều anh mà nhìn phong độ đẹp trai ngon lành mà sao nó không phải. Cái này mà nó có cười ai nhưng mà nó không phải. Còn nhiều đứa nó cũng được thế kia mà nó không thích trai. Này nó bệnh si đa chuột gì đó kỳ cục. Đúng không? Đó thì thấy cái xã hội càng ngày nó càng nổi lên nhiều cái lạ kỳ. Đúng không? Chứ ngày xưa mà nói thiệt quý vị, ngày xưa nó đâu có cái chuyện mà nam nam cưới nhau, nữ nữ cưới nhau như bây giờ. Bây giờ theo phong trào ngộ ghê vậy ơi. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà hai ông đi rửa nhà vệ sinh, đi làm. Những đức nói tôi đặt để đó nghe, hai ông làm chừng nào tôi kêu nghỉ mới được nghỉ. Làm hoài, ngày nào cũng làm. Rửa nhà vệ sinh, sáng rửa một buổi, chiều rửa một buổi, phải rửa hai lần. Nãy nhà đức hỏi mấy chú rửa nhà vệ sinh 15 cái nhà vệ sinh rửa bao lâu? Là rửa một tiếng quá ít. Ngày mai rửa thêm 15 cái nó chẳng 30 cái rửa bên nữ luôn. Rửa nhà vệ sinh cho bên mấy bà già đi luôn. Tôi đi lên được là từ tôi rửa nhà vệ sinh mà ra nè. Đúng không? Giờ tôi hướng dẫn người ta đông như vậy mà tôi còn đi nấu ăn cho cả đại chúng trong chùa. Tôi còn đi làm từng chuyện nhỏ 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 tôi quay lại tôi làm đó, tôi làm thấy rõ ràng đó. Mấy anh em thấy rõ ràng tôi làm mà. Bây giờ nấu ăn là trong bếp, bây giờ tôi là bếp trưởng luôn á, tôi giải quyết vấn đề tôi nấu hết luôn. Hiểu không? Bây giờ mỗi tuần quý vị chủ nhật về là nhà đức chiên sườn chay.
Sườn chay nghe. Mời quý vị về nghe, thứ bảy nè, chiều nay nè, tôi chia sẻ bài pháp xong nè, trưa nay tôi về tôi nghỉ một chút nè, chiều tôi đi xuống nhà bếp nè, mấy bà đi tu cho tôi. Tôi đi xuống nhà bếp nè, tôi kho một cái nồi sườn chay cho mấy bà ăn. Đó. Ăn nè. Một nồi sườn chay, một nồi canh. Tôi sẽ nấu nồi canh khoai mỡ với khoai lang miền Tây cho mấy bạn. Chưa? Đó. Đó. Chiều xuống ăn cho mấy bà ăn ngon. Nhức nách. Trời ơi. Quá, quá dữ dằn. Tôi nấu nồi ăn để cho mấy bà ăn nghe chưa? Rồi tôi ngồi, nấu ăn cái vị ngồi cái vị, có khi rảnh rảnh cái vị ngồi không, cái này không phải đơn giản đâu. Cái khi mà nấu ăn á, bây giờ chia sẻ Phật pháp mà bịt khẩu trang thì cái tiếng nói nó không được hay, nên có khi mà mình không bịt khẩu trang, mà không bịt khẩu trang thì nói chuyện thì mấy bà biết rồi, có khi nó văng CT vậy, văng vậy. Mấy cô thấy ăn vậy có gì nguy hiểm không ta? Có thấy lo sợ gớm ghê vậy không? Gớm không? Thì bây giờ nấu ăn mà bây giờ không bịt khẩu trang mà giảng pháp, mà lúc đang xào hoặc là lúc đang niêm đồ ăn hoặc đang trộn đồ ăn mà nói chuyện là nó văng CT, nó văng nước miếng vô, văng phèo 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 vô. Mấy bà ăn thấy gớm không? Không hả? À, được. Thấy không? À. Ngồi nghe làm nè. Mấy bà kia, ai mà cảm cảm ho ho một chút nha, ăn vô một cái. Ngày mai nó nằm luôn. Nên nhớ, không mà từ khi mà bị hởm về những đứa vô bếp nấu ăn nha quý vị, là tự nhiên chúng trong chùa hết cảm hết ho luôn tới bây giờ. Hết luôn quý vị. Tại vì sao? Ít nấu dầu. Nấu dầu ít. Nó nấu dầu ít. Với một nữa là mình nấu cái tâm mình nó vui, mấy bà già bà vui quý vị. Bà ăn đồ ăn là nó thành mỹ vị quý vị. Thấy không? Đó. Nói vui vui vậy thôi chứ ai người ta cũng giữ vệ sinh nha quý vị. Chứ ai mà làm người ai làm thế. Thấy không? Nói vui vậy thôi. Nói coi thử mấy cô, tụi coi mấy cô có gớm ghê được không? Nhưng mà cũng gớm chứ. Không luôn. Thấy không? Rồi xong á nghe. Chiều nay thứ bảy phải không? Đặt rồi. Bánh kem. Cải bánh kem. Bánh kem với người chai sữa luôn. Chuẩn bị nghe đây nghe. Số cô nghe. Chuẩn bị tới ngày lễ phụ nữ 8 tháng 3. Đúng không? Nói nhỏ thôi nghe. Nói nhỏ thôi. Thứ sáu tuần sau. Thứ sáu là một ngày lễ phụ nữ nghe không? Tối. Buổi tối nghe. Sẽ có một chương trình tại nhà ăn chùa Hộ Pháp. Không? Mấy cô đây nè, ai quen quen mà đi đến được thì đến. Nó tổ chức á, có cái chương trình đó nghe. Phải đơn giản. Mấy bữa Tết mấy bà sôi động quá trời luôn. Mà vui quý vị. Không, công nhận cái ăn Tết hôm nay vui thiệt nghe. Vui vẻ mà nhẹ nhàng thấy không? Quá đặc biệt luôn. Quý vị thấy không? Chúng ta niệm niệm gì mọi người đi. Quý vị suy nghĩ cho người ta nhiều một chút đi. Thì quý vị sẽ dẹp được cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Thấy không? Mình nghĩ nhiều gì người ta thì mình dẹp được cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Mình suy nghĩ nhiều gì người ta thì tâm lượng mình lớn lên chứ làm sao. Mà tâm lượng lớn thì phước báo lớn, mà tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị mà con người vui vẻ, an lạc, tâm lượng lớn, đố bị đi tự tử.
Đi tự tử làm chi? Nhưng Đức hỏi quý vị, đi tự tử là một cái việc làm mà chúng ta là khờ dại nhất trong cái cuộc đời này. Hiểu không? Con vật nó nhỏ nhen, mình đè nó, mình cắt cổ nó còn dễ dùng để tìm sự sống. Chúng ta là con người, ai mà tự nhiên đi giết bản thân mình? Từ khi thọ mạng mình đến, mình chấp nhận mình ra đi thôi, chứ không ai dạy gì đi tự nhiên đi giết mình hết quý vị. Chồng mình nó chửi mình, chứ nó không phải là cha mẹ mình. Vợ mình nó này nó kia, nó bỏ mình, chứ nó đâu phải là mẹ mình. Mà mình làm gì mình phải đi tự mình tự tử mình chết, đúng quý vị? Bỏ là bỏ rồi mà đi tự tử chết, nó cũng kiếm thằng khác à. Tự tử chết làm chi? Nhưng hôm có cái ông kia, ông lợi ông nói như Đức nhà tôi, thầy, vợ con nó bỏ con đó, thầy ạ, là thầy. Tự nhiên quỳ xuống ôm nó đùi mình, giật nó làm gì vậy? Làm gì vậy? Vợ con bỏ con rồi. Vợ con bỏ kệ không? Tự nhiên vợ bỏ lần ông, nhưng mà vợ bỏ làm gì khóc dữ ông ai? Bây giờ những đứa hỏi ông nè, nó bỏ ông rồi, ông khóc nó có quay về không? Quay về không? Bây giờ ông khóc làm chi? Ông lại chùa em công tu từng đi. Ông vô đây nè, ông làm công quả từng là hết chân buồn à. Thiệt không? Thiệt, vô đây đi. Vô đây ông làm công quả một tuần đi. Cao ráo cũng đẹp trai. Mà bây giờ sao ngộ đẹp trai đẹp gì nó cũng bỏ chứ. Lạ nó ghê luôn. Hai vợ chồng nó cự lộn nhau, nó chia tay. Cũng biết chùa mình dẫn lợi, gặp hỏi vì sao anh này cũng đẹp trai mà chị bỏ ảnh. Nói vì nó nghèo. Nói một câu nó công nhận đẹp ghê. Nói câu quá xác thực luôn, nghe không? Tại anh nghèo, nghe không? Nghèo mà đặt có vợ đẹp. Thấy chưa? Coi cái tình cảm bây giờ vì thấy nó phũ phàng chưa? Bỏ anh là vì sao? Vì anh nghèo. Nên mấy ông mình sẽ trẻ nghe chưa? Nghèo thà đi tu đi, đừng đi có vợ. Gặp những đứa ngoài đời mà đi có vợ, giáo vợ nó bỏ, đứa hỏi vì sao hai em bỏ anh? Tại anh hô được không? Chịu thua. Thấy chưa quý vị? Không phải là quơ đũa cả nắm, nhưng mà trong cái cuộc đời này khó thế nào mà nghèo quá mà một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Ban đầu thì nó cũng thương dữ lắm, nhưng mà khi hết tiền rồi trở mặt quay lưng thì khổ quá quý vị à. Thấy người ta cũng là phụ nữ như mình mà ta nương nưỡng sống tốt đẹp ngon lành, được chồng thương yêu. Còn bây giờ mình như bèo nhèo, mình lấy cái thằng chồng như đâu mà nó làm ăn gì cũng không được chứ. Làm ăn cái gì cũng không được, đâu có tiền bạc gì cho nó nghèo, sơ nghèo sát. Heo giết mà bèo nhèo luôn, giết rồi bỏ chồng luôn, kiếm thằng khác. Giết rồi không, nghèo khổ quá, cự lộn tối ngày. Giết rồi chán nhau, chia tay. Mấy ông này sắp sửa có vợ nè. Hiểu không? Này sắp sửa có vợ. Nhìn mặt là biết sắp sửa có vợ à. Hiểu không? Nên từ nơi đó, chuẩn bị có vợ là chuẩn bị một món nợ đó em. Những đứa nó rõ ra là có vợ có chồng là chuẩn bị một món nợ cho cuộc đời của mình, phải không quý vị? Phải mấy cô? Rõ ràng luôn. Nhưng mà mấy cô thì không ai cản được đâu. Lúc trước mà mình mong mà nó đem xe hoa đến rước, mà có xe hoa đến rước là mình vui dữ lắm rồi. Nhưng mà đó là một món nợ của cuộc đời. Khi đến với nhau rồi là tự nhiên á, bởi vì mấy không lỡ nghe, đeo nhẫn cưới cho nhau nghe. Mình phải nói cái lý do này, nhẫn cưới. Mình nói câu dễ hiểu, giải cái nhẫn cưới ra nè. Là đây anh biểu. Đưa tay đây. Đây, đeo vô, đeo vô. Đưa tay anh đây, à em đeo cho, à rồi đeo vô. Em biết vì sao anh đeo nhẫn cưới cho em hay không? Vì sao? Vì đây là cái rong, cái cùm đeo cho em đó. Rồi biết vì sao mà em đeo nhẫn cưới cho anh không? Rong cùm của hai đứa cùm lại để cả đời này làm rong cùm siết lại với nhau, chói buộc với nhau. Nhiều không quý vị? Sự chói buộc này nhiều không? Nhiều chứ. Có những người thì người ta cũng sống cũng hạnh phúc tốt đẹp, nhưng có những người đó là rong cùm chói buộc lại với nhau.
Và từ khi đến với nhau là vợ là chồng rồi lại xảy ra nhiều vấn đề. Đó là phải bận tâm nặng nề và lo âu rất nhiều thứ trong cuộc đời. Và đi đâu chúng ta cũng sẽ bị chối buộc, không có được thoải mái, đúng không? Đó. Nên nó nghe gì rồi, những cô mà mình không có nợ đàn ông á, đừng có buồn. Còn những ông mà không có nợ được phụ nữ thì đừng có buồn. Còn ai nói mình vô duyên vô dùng thì mặc kệ người ta, thấy không? Nó làm gì đó mà tôi từ từ mà nó có duyên nó đến nó tìm đó. Cái bà đâu đang sáu mấy tuổi rồi, coi chừng có cái ông đi chùa tu sáu mấy tuổi ông đang để ý mà. Bà đi chùa bà chạy xe đạp nhà bên kia phải không, chạy qua đây bà chạy xe đạp đem tới bịt khẩu trang đàng hoàng lại. Tôi thấy có ông già chạy á, xe đạp đó, mà bữa nào bà chạy trước là ông chạy sau không à. Tu với nó phát duyên tuổi già ai biết được phải không, nguy hiểm lắm, quá nguy hiểm, không có giỡn đâu. Trời ơi, nghe cái đỏ mặt hết trơn là nguy hiểm á. Từ nhỏ lớn chưa có người yêu gì hết trơn mà nghe nói đỏ mặt hết trơn, già già chứ cũng thẹn thùng, thẹn thùng nghe đỏ mặt rồi kìa, nguy hiểm. Chơi thì biết, nghe nuôi người già ở trong chùa nghe quý vị. Thấy đúng là cái ái tình trong cuộc đời nó không đơn giản, không dễ thoát ra. Những đức thì người ưa len lỏi lắm, trong mỗi chỗ mỗi nơi để tìm hiểu, đem những bài pháp xác thực để hướng dẫn quý vị. Ông già 75 tuổi, bà già 73 tuổi, hai người ngồi nói chuyện. Ban đầu ngồi cái ghế này với cái ghế này, mà chướng giữa là một cái khoảng trống của cái ghế. Thì ổng ngồi đây, bà ngồi đây nói chuyện. Nhân Đức ngồi phía sau, không hay, không hay. Xong á, ổng nói với bà: ấy ở đâu vậy? Ấy nhà ở đâu vậy? Thấy không? Xong cái bà kia nói là ấy ở đó đó. Ghê chưa? Nói chuyện ghê chưa? Nói chuyện chút cái ổng xích lại một chút. Mà ổng xích lại một chút thì bả mới xích ra lần kia một chút. Thì bả xích lại kia một chút thì cái băng ghế của bả ngồi nó có một khoảng trống. Mà ổng mới xích cái tới cái đường trống của cái ghế á. Cái ổng đứng lên cái ổng bước qua cái ghế của bả ổng ngồi. Ghê chưa? Kinh chưa? Xong nó nói chuyện qua lợn chút cái ổng nói nè: ấy tuy lớn tuổi mà tay cũng còn đẹp quá hà. Xong lúc đó Nhận Đức á đứng lên như thế này nè: tay đẹp lắm, 77 tuổi tóc đứng dậy. Nhận Đức nói: ông già đứng lại, vô chùa mà đã cua bà già. Nhưng mà mình cũng không có sợ. Vì sao vậy? Cái tuổi này nó không có đẻ, chồng ghẹo chơi thôi chứ không có gì, đúng không? Nhưng Đức nói: ông già vô chùa mà còn mắc nết chọc bà già, đứng lại. Hai người 77 tuổi tóc chạy ngộ. Ông chạy ra ông dám cục đá té cả. Xong đứng lên chạy nữa, bỏ tặc cái chứ. Kinh chưa? Thấy kinh chưa? Thấy không? Bởi vậy tôi mà không len lỏi trên quanh chùa mấy ông già bà già này cũng ghê gớm. Thấy không? Rồi có một lần Nhân Đức qua bên đây nè, gặp hai ông bà nói chuyện mà cái khăn là Nhân Đức tặng. Cái khăn Nhân Đức tặng chứ đâu phải đâu mà có. Vậy đó mà nói khăn này rất là đẹp, rất là mềm mại. Lộ đeo khăn cho bà vậy đứa này: khăn này đẹp lắm á, cô tôi tặng á. Ủa thầy, Nhân Đức nói sắp sửa xuống lỗ tới nơi mà không lo niệm Phật, tặng khăn cho nhau.
Ông tin tôi đưa ông vô phòng hộ niệm, tôi hộ niệm ông chưa? Tuổi này sắp sửa vô phòng hộ niệm mà còn trao khăn cho nhau. Già mà còn dí. Vị ơi, nhận Đức là do vui quý vị. Gặp nhiều trường hợp như Đức làm mắc cười lắm. Khi như Đức vượt chạy chết mồ vậy đó. Thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị. Bởi vì nhiều người nói Ủa sao ngộ vậy ta? Thầy chùa này công nhận mà thấy sao mà các cụ ông ra, các cụ ông, các cụ bà ra, các cụ bà. Còn cái khu nhà bên đây mới cắt nè, chướng giữa nó có một vị trí rộng nên các cụ ông bên đây, các cụ bà bên đây, những Đức kêu những lăng làm một miếng dán chẳng ngang. Những lăng hỏi ủa sao thầy, thấy ông già bà già mà có gì đâu chẳng, nguy hiểm lắm. Quý vị chưa thấy không, ông già với bà già không còn một cái răng luôn. Hai người nói chuyện tình cảm kinh khủng. Xong ông già khen bà già là môi nàng vẫn còn hồng lắm. Mình nghe một cái mà mình bủng rủ tay chân. Mình nghe bủng rủ tay chân, nói thiệt quý vị. Xong nhà Đức bước ra, nhà Đức nói nè, vậy môi tôi có hồng không? Quý vị ơi, chịu không nổi luôn. Coi lại, nhà Đức nói không còn cái răng nào trên á, mà còn muốn cạp nữa hả? Kinh khủng không? Nếu mà nhà Đức mà kể chuyện quý vị nghe, không biết bao nhiêu câu chuyện mà kể cho quý vị nghe luôn. Ở trong cái hội chúng đông người nên đủ chuyện hết trơn á. Chàng ô, nhà Đức cầm cái cây, nhà Đức vượt chạy. Trẻ bây giờ vượt mấy ông già bà già. Cầm cái cây, nhà Đức nói tôi đập cho chết. Bây giờ còn đi nổi mà đặt chọc ghẹo nhau, tôi đập cho chết, tôi đi hộ niệm. Chạy dữ lắm, sợ chạy kinh khủng. Bởi vì biết cũng thích những Đức, cũng quý những Đức, mà gặp những Đức đi đến đâu là sợ. Thấy không? Không nhờ vậy đó mà quản được 2.000 người. Có giỡn đâu. Nên từ nơi đó nhiều chuyện lắm, nhưng mà được con cái là cái tâm mình vui. Những Đức muốn chia sẻ quý vị nghe những đoạn này để quý vị trong cái cuộc đời quý vị, vị đem Phật pháp bị áp dụng vào cái tâm quý vị, để quý vị gặp bất cứ sự cố gì bị vui là dễ giải quyết nhất. Hiểu không? Vì con người ai mà không có sai. Mình trẻ đây mình còn có sai, không chứ người ta già đã quân tập nhiều năm rồi, cái tâm đó nó vẫn còn. Dù là cái thân nó không còn giải quyết được vấn đề. Đó thiệt. Mấy ông già đây kinh nghiệm đi. Tuy là cái thân mình không còn giải quyết vấn đề được, nhưng mà cái tâm, cái tâm á, chứ ngoài ra thì rung rung gì còn gì. Quý vị chưa thấy ông già với bà già rung mà nắm tay với nhau gì nè, nắm tay mà gì nè, nắm tay đó rồi tròn khăn cho nhau. Già mà ghê lắm á, giỡn đâu nghe. Nhân Đức nói là cái thân nó không có giải quyết được vấn đề gì hết trơn á, nhưng mà cái tâm bên trong nè, cái tâm này nè, nó kinh lắm. Nó đã quân tập mấy chục năm của cuộc đời rồi, hiểu không? Cái tâm dê á, chưa, cái tâm dê thì chưa có lấy ra được, hiểu không? Nó tâm dê đâu có lấy được, hiểu không? Tâm dê sao lấy được, nhiều lắm. Nên từ từ đó mà mình giải tỏa từ từ cho người ta, mình giải tỏa từ từ cho người ta, rồi mình mới nói rằng là bây giờ mình lớn tuổi rồi, con cái đã lớn hết rồi, đi vô chùa mình phải nghiêm túc đàng hoàng, để không thôi con cái biết được mắc cỡ với người ta, nói từ từ, sửa từ từ chứ gì. Mình có trách gì cái dê này là vô lượng kiếp quý vị. Cái dê này nó đã vô lượng kiếp rồi, nam mà gặp nữ là mình phải dê. Chứ bây giờ nam mà gặp nữ mà không dê thì đâu phải đàn ông, đúng không quý vị? Nó,
Bây giờ thí dụ nha, bây giờ có nhiều cô đi đến chùa này nghe Nhà Đức giảng pháp, có khi có nhiều bà ngồi chứ, mà Nhà Đức nhìn bà, Nhà Đức làm nè, cũng là một phương pháp để cho người ta tỉnh hồn lên, quý vị, để người ta nghe pháp ra tu. Không có giỡn đâu nghe. Cái khi mà họ đến gặn mình mà mình cũng chọc ghẹo, họ vui, họ thích đó quý vị. Mà cái tâm mình phải duy trì được mình thì họ mới chịu tu đó quý vị ơi, không có giỡn đâu. Đó. Quý vị biết bữa đó Nhận Đức tiếp cái phái đoàn mà bên Mỹ về á, đúng là rõ ràng họ nghe pháp mình sao họ ra vậy. Có người vậy đó mà họ vui gì đâu mà công nhận đặc biệt gì đâu á chàng. Vui dữ lắm mà lớn lớn tuổi không à, 50 mấy, 60 mấy, 70 mấy, không một người nào còn ấy, như là lão hoang đồng vậy đó. Vui đến mức vậy đó, chụp hình mà làm kiểu cọ đồ làm vui lắm. Nên á, nó mình nói đúng là tu là phải như vậy, chứ mình đừng có tu ra bắt bẻ, chứ bị đừng có tu ra khó khăn nghe. Mình đừng có cho rằng mình tu nhiều năm rồi bản thân mình là có một cái trình độ tu gì. Không có trình độ gì hết á. Chúng ta tu càng lâu thì chúng ta phải càng không có trình độ. Không có trình độ gì hết thì mới thật sự là người hạ mình. Nghe không? Bây giờ quý vị coi, chúng ta đi đến chùa bao nhiêu ngày tháng nay, vậy mà đối với chúng ta là chúng ta cũng phải cần cái chỗ ngồi ở phía trước. Vì chúng ta có trình độ gì mà dám nói với người khác chúng ta có trình độ? Đúng quý vị? Phải hạ mình không? Hạ mình đi. Và chúng ta hãy suy nghĩ, ta là một người phàm phu, ta cần được sự bổ túc và được sắp xếp để giúp đỡ mình. Ta không có nói chúng ta là một cái trình độ gì mà học đạo mà chúng ta đạt đến cảnh giới gì, không có. Nhưng mà có cảnh giới, thực sự có. Mình tự nói mình không có, nhưng nó có. Nhưng mình cho mình là người tu có đạt một cái công phu gì thì nó lại không có. Vì phàm phu mà đạt công phu gì? Chúng ta chưa được Phật A Di Đà rước gì cực lạc mà đạt công phu gì? Nên quý vị đừng có bao giờ cho rằng chúng ta là con số đi tu của mình là 7 năm, 10 năm, 20 năm gì mà xem thường người khác. Phải nhớ kỹ những điều này để chúng ta nghĩ mình không có gì cả. Hiểu không? Bây giờ 15, 16 năm của Nhân Đức đi tu, bây giờ là trở lại đi rửa nhà vệ sinh của thở ban đầu. Cái trình độ của Nhân Đức là trình độ rửa nhà vệ sinh và nấu ăn. Cái công phu gì? Cái bằng cấp Nhân Đức là cái bằng cấp rửa nhà vệ sinh với nấu ăn. Lấy cái bằng cấp đó, đó để sử dụng trong cuộc đời mình. Còn mình là chờ Phật rước mình thôi, chứ trình độ gì? Mình là người niệm Phật thì Phật rước mình thôi, chứ bây giờ trình độ gì bây giờ? Ngồi suy nghĩ đi quý vị. Đúng không quý vị? Còn những điều như Đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, những cái câu chuyện kể cho quý vị nghe, để mỗi một con người chúng ta hãy nhận thức chúng ta có sai. Chúng ta có sai đó, chứ không phải không sai đâu nghe. Tu là tu đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu quý vị không gầy dựng cái tâm tu giải thoát cho mạnh, bị rớt đài á. Rớt á. Chứ không phải đơn giản đâu. Kiểu mà sùn sùn dùng sùn chúng ta gặp nhau gì nè, mà quý nhau, mến nhau, với không khéo nó sanh tình cảm á. Nó sanh tình cảm bất chợt mà chúng ta không thể nào ngờ được luôn á. Bởi vì những đức nó là không bao giờ dám gặp ai riêng biệt. Vì bắt đầu khi riêng biệt coi chừng con dê nó nổi lên. Dê ghê lắm nghe chưa? Không phải đơn giản nghe quý vị. Con dê này trong tâm mình nó nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ bên trong á. Nó mà gặp đối thủ là dê xuất hiện liền. Nên chúng ta là phàm phu, chúng ta hãy cho mình là phàm phu đi. Có những cái gì chúng ta tránh được thì tránh đi. Nói, quý vị biết không đơn giản. Đừng có nói mà có chồng, có vợ gì, có chồng gì, đi lợi chùa nghe pháp, nghe thầy giảng với quý mến, mà gặp riêng với nhau rồi giết đi. Coi chừng gì? Nên tránh đi là tốt nhất. Nên mấy bà tránh xa tôi ra là tốt nhất. Hiểu không? Có chừng đến gần tôi dê chết mồ luôn. Mà thà mà nói thẳng vậy đi quý vị. Tôi có nói tôi cái gì cao xa để khỏi có tác dụng phụ, ai nói được tôi cái gì? Phải chi tôi nói tôi đẹp, tôi ngon quá thì người ta nói tôi còn bị kích động. Còn tôi đã phanh phôi tôi ra hết trơn rồi, khỏi nói nữa. Hiểu quý vị?
Những cái gì chúng ta làm được thì chúng ta làm thôi. Con người ai mà không có mắt mà nhìn thì chúng ta sống trong cuộc đời này không có cái trình độ học Phật gì mà chúng ta đạt trình độ gì. Ai có trình độ đó thì cứ lấy bằng đó đi. Thấy không? Tôi xin lấy cái bằng nuôi bà già, tôi lấy cái bằng nấu ăn, tôi lấy cái bằng rửa nhà vệ sinh. Rồi còn những cái bằng khác tôi giao lại cho quý vị đó, nhận đi. Tôi cả đời tôi học Phật là gì? Nuôi mấy bà già, rửa nhà vệ sinh, nấu ăn, rồi niệm Phật. Vậy thôi quý vị. Mong quý vị rằng là những người mà những đức hướng dẫn Phật Pháp á, quý vị tu tập cũng là một người phụ nữ đơn giản, một người đàn ông đơn giản, sống trong một gia đình đơn giản. Còn ai cao xa kệ người ta. Lúc trước chửi mình buồn, bây giờ chửi mình buồn chút, quên đi. Quên đi đúng không? Làm được không? Được không? Nó buông xuống nghe. Thường cười ha ha nghe. Đúng rồi. Phải cười chứ. Mấy cô cười đi với mấy cô tự đẹp. Khỏi cần trang điểm gì nhiều. Cần thiết thì trang điểm một chút. Tôi thấy nhiều cô đây mặt cũng hồng hồng này chắc có một chút. Ok, vết một chút cũng được. Hiểu không? Mình rồi xong nhẹ nhàng thôi nghe, đừng có quá đáng quá. Chơi lớp là kỳ lắm, đúng không? Nhẹ nhẹ thôi, làm cho chồng mình thấy cũng hãnh diện chút. Đàn ông mà người ta đi với vợ mà vợ mình sạch sẽ gọn gẽ coi được chứ, người ta cũng hãnh diện chút. Còn dẫn con vợ bước ra mà nhìn vô bà khùng vậy thôi chịu thua. Tóc tai bùm xùm, mặt bài không đánh răng đánh gì hết chứ. Thấy cái gớm lắm quý vị. Nhưng mà đi chùa thì đơn giản cũng được. Nhưng mà lâu lâu chồng dẫn đi đâu, đi ăn uống gì, đi đám tiệc với bạn bè cũng trang điểm lên chút. Thường ngày mình không có trang điểm, nhưng mà bữa đó mình cũng trang chút đại đi. Hiểu không? Coi được chút nha. Cái này là mình những đức nói câu này đàn ông người ta chấp nhận lắm quý vị. Thấy không? Bây giờ mấy bà buông xả là buông xả từ cái tâm buồn giận của mấy bà đó. Chứ kêu mấy bà buông xả đi vô chùa tu để giảng sanh, mấy ông có chịu đâu. Còn mấy bà muốn giảng sanh cực lạc thì tự cái tâm mình mà muốn giảng sanh cực lạc. Nhớ không? Đó là xác thực trong cuộc sống rồi còn gì. Mỗi vai trò ở đâu lo tu ở đó cho tốt. Chỉ cần làm sao đừng có buồn giận để trong tâm. Đụng việc thuận nghịch gì cũng phải niệm Phật. Đừng có bao giờ buồn chán đi tự tử. Giống con nhỏ tự tử nè. Nên là những đức mới có bài giảng nè. Quả báo của người tự tử như thế nào? Nặng lắm đó. Thấy không? Sát sanh đã nặng rồi, tự tử là giết mình hại mình còn nặng ác hơn nữa. Khổ lắm á nghe. Tuyệt đối thông báo cho tất cả những người mà chuẩn bị tự tử, dừng lại đi. Dừng lại đi, đừng có đi tự tử nghe chưa. Cái bà mà có buồn gì nhất, mấy ông mà buồn nhất là ở đây tìm tôi. Tôi búa cho một búa không còn tự tử nữa đâu. Không tự tử đâu quý vị ơi. Người nào mà gặp những đức mà người đó đi tự tử là người này là kiểu như là ba trợn dữ lắm. Sao mà tự tử được? Đúng quý vị? Không. À, trong năm giới nhà Phật, cái giới đầu tiên mà Phật cấm là cấm sát sanh. Tại vì mỗi một chúng sanh thương nhất là thân mạng. Mà mình giết chúng sanh là tội nặng. Mình thương nhất là thân mạng, ai đụng đến mình là chịu không được. Vậy thì mình được cha mẹ sinh ra nuôi mình khôn lớn, mà thọ mạng chưa hết, tự tử nghĩa là tự mình giết mình, gọi là tự sát. Mang tội này nặng hơn tội sát sanh gấp 10 lần. Tội sát sanh tội 1, tội tự tử thêm 9 lần nữa. Tự sát. Trong kinh Phật nói là thân người khó được. Mình có thân người mà mình lại giết thân mình. Mà cái thân này là mình vay mượn của cha mẹ, mà thọ mạng chưa hết mà mình đi giết. Tội nặng lắm đó nha. Thêm cái nữa, cha mẹ sinh mình ra, quý vị làm cha làm mẹ, quý vị cảm nhận đi. Quý vị đều cảm giác cái điều mà thấy
Con vui là mình thấy mình vui, đúng không? Mà quý vị làm con mà quý vị sống khổ, sống buồn cũng có tội. Sống buồn, sống khổ cũng có tội. Mình sống buồn, sống khổ mà cha mẹ nghe tin thì cha mẹ sẽ đau lòng. Tội là gì đó. Còn mình sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, rồi chúng ta sống lạc quan để người gặp chúng ta cảm thấy an lạc. Mình sống lạc quan thì người gặp mình an lạc chứ sao? Đúng quý vị. Bây giờ quý vị mà chơi với ai đi mà người đó mà ta nặng nề, có nhiều cái suy nghĩ khó khăn, quý vị chơi với người ta quý vị cũng bị nặng nề theo á. Có giỡn đâu. Bây giờ quý vị chơi với bạn bè thân thiết gì nghe, mà người bạn này tính toán so đo, quý vị chơi với nó quý vị cũng chơi đó, nhưng mà quý vị lại thấy lo. Tại vì con nhỏ này, thằng này nó ưa lo lắng, nó tính toán tỉ mỉ, chơi với nó cũng ngán. Thiệt á, ví dụ như bây giờ á, mình chơi với cái đứa bạn mà nó ưa ăn trộm, mình chơi nó mình cũng sợ. Cả của mình để nó cũng lấy luôn. Sợ, sợ chết mồ luôn. Hoặc mà bây giờ mà mình đi chung với nó lợn nhà, ai nó lấy của người ta dính mình sao, mình cũng sợ. Mình chơi với con nhỏ mà nó gặp chồng người ta là nó tùm tớp, mình cũng sợ nó quý vị. Tại vì mình đi chung với nó tùm tớp chồng người ta, mình bị mang tiếng. Nó chơi bạn, lựa bạn mà chơi là gì đó, đúng quý vị? Đáng sợ chưa? Nghe không? Mà cái quả báo của tự tử còn kinh hơn. Cái quả báo tự tử là tội nặng dữ lắm. Đa phần cái người mà tự tử là trong cảnh giới của quỷ đạo, ma đạo hết. Khổ đau dữ lắm. Vì coi câu chuyện mà niệm Phật diệt tội không? Nhỏ đó làm công cho người ta mà nó bị oan ức mà nó tự tử chết á. Nó đọa vào cảnh giới của quỷ đạo. Khi nó hung dữ lên, tóc nó dựng lên, thấy ghê chưa? Sáng hẳn ấy vậy. Vì thường là tự tử chết là nó nghĩ rằng nó đau khổ, nó buồn chán, nó bị oan ức, nó tự tử chết. Mà tại sao bây giờ tự tử chết mà nó còn phải chịu đọa khổ đau? Tức giận lên. Tôi làm cái gì mà bây giờ tôi phải chịu đọa lạc khổ đau gì? Trong khi người ta đối xử với tôi vậy, tại sao không bắt họ, xử lý họ mà lại bắt tôi, xử lý tôi? Thì cái nghiệp duyên nói rằng nó tạo tội nghiệp, nó sẽ chịu tội nghiệp, nhưng bây giờ nó còn phước báo, quả báo chưa đến. Nên đa phần cái người mà oan ức, buồn chán, nặng nề mà đi tự tử, đa phần vào cái giới quỷ đạo hết, tam đồ ác đạo. Mà cái tâm sân hận đó kinh lắm, cái tâm báo thù đó kinh khủng lắm. Tại vì sao? Vì nó quán tức, giận hờn, sân si, quán tức quý vị. Nó tìm cách để mà lợi nó báo thù. Nên khi mà cái người mà hại người ta mà si phước đó quý vị, là bắt đầu là cái cảnh giới quỷ đạo nó tìm đến, nhiều dữ lắm. Cảnh giới quỷ đạo tìm đến rất đông. Tại vì đến lúc người ta đến để báo thù được. Tại vì mình đã hết phước rồi, thì người ta đến để người ta đòi nợ được. Nên khi mà báo thù mà được đi đến đòi nợ, là từ khi người đó hết phước, hết phước, hết duyên mà đi đến báo thù được. Đó là được chấp thuận đó nghe quý vị. Được chấp thuận mới được đi đến báo thù. Chứ không phải muốn báo thù là báo thù đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở đây cũng sát sanh hại vật, có nhiều người tạo nghiệp ác phá thai nè. Nó chừng mắt nó nhìn mình đó, nhưng mà nó không đến gần được. Vì vậy còn có phước báo. Nếu như quý vị mà bây giờ mà tu hành ăn chay niệm Phật tăng phước báo lên, thì cái sự báo thù đó khó lắm. Mà có thể siêu độ cho người ta luôn. Rồi nhờ cái sự tu hành của mình mà quá giải nghiệp chướng, siêu độ giùm cho người ta. Cái này nó rất là quan trọng. Nên cái việc mà quả báo mà của người tự tử ghê lắm. Thường là vài ngày chúng ta phải trở lại cái chuyện tự tử đó. Quý vị biết rằng có hai cô mà xưa đi đến chùa tu hoài đó, mà cũng đi làm công nhân á, làm công nhân. Một cô bây giờ còn đến, lâu lâu còn đến. Còn một cô thì lúc trước là giống như bên chồng sống với bên mẹ chồng cũng không có hợp. Sống mẹ chồng không có hợp, lùng lùng như bé Tư mang mắt kiếp. Thì cấp đến chùa tu sáng sủa lắm, vui lắm. Đi làm công nhân mà thường làm rảnh là chạy đến chùa tu. Làm cực lắm, làm bằng đêm mà bằng ngày chạy lên tu để nghe pháp như Đức giảng thích. Mà lợi chùa nhờ cái đại chúng, cái năng lượng nó dày quá, nó tích tụ. Xong sau này bên chồng mới kêu về, thôi về đây đi. Rồi bên chồng sẽ cắt cho một cái nhà nhỏ nhỏ, rồi mỗi ngày qua đó tu.
về đây đi. Thì hồi đó người ta không chịu nên đi xuống đây đi làm công nhân. Rồi xong rồi bây giờ bên chồng kêu về, chồng kêu về. Lỡ gặp như Đức nói, như Đức nói suy nghĩ cho kỹ nghe. Nó khó lắm. Người ta đã không có tu. Nội mà người ta nghe có Phật hiệu là người ta đã thấy nó cái gì ghê gớm rồi. Có những vùng người ta nghe cái tiếng niệm Phật là người ta nói nhà ai chết mới bắt niệm Phật. Người ta không chịu rồi. Mà mình làm dâu nhà người ta mà người ta đã không chịu, mà đừng có nói mà người ta cho mình mất công đi. Tại vì người ta đang vì một cái gì người ta đang cần, nên người ta nói vậy. Mình vì mình bước chân vào, mình bước ra khó. Thà bây giờ mình gầy dựng được thì mình gầy dựng luôn đi. Nên những Đức nói quý vị, trong cái khổ đau thì bước ra được, quý vị đừng có nhào dầu vô lại. Đừng có nói mà tu hành được được vui vui một chút cái đi nhào đầu vô, tưởng nó mình ngon á. Tưởng nó mình ngon á, sung bà khí á. Nhào vô dính đạn liền. Về tiếp tục mẹ chồng nói này nói kia, cự lộn qua lại, ít gần chùa. Tuy là ở nhà nghe nói nghe pháp cũng khó nữa, không cho nghe luôn. Rồi công việc bận bịu sao nghe pháp, rồi không có dụng công tu, năng lượng giảm đi. Nên nhà Đức nói bị khôn á. Chính bản thân mình ở nhà phải dụng công tu, nghe pháp mỗi ngày. Làm gì làm phải giữ cái tâm lượng của mình cho nó an lạc. Đó là khôn nhất á. Khôn nhất luôn đó quý vị. Còn chơi với bạn bè đồng tu thì chơi thì chơi. Còn cái bà nào nói tào lao bất xế gì kệ mấy bà, đừng có đụng vô. Khôn nhất đừng có đụng vô. Đó là khôn. Đi chơi chung như nè, chị em đi tu chung hay là nói chuyện chung, nhưng đừng có dính cái chuyện của ai. Để mai mốt người ta lôi mình ra làm sao. Nó còn đi đến đây mà nghe những Đức mà chia sẻ Phật pháp, những Đức nhắc hoài cái chuyện gì của những Đức đừng có đụng vô. Đó là khôn nhất, đụng vô làm chi hả? Tự tôi giải quyết còn nhanh hơn mấy bà đụng vô còn rắc rối. Thấy không? Nói tôi nghiệp thầy, tôi nghiệp tôi, ai cần tôi nghiệp. Thấy không? Đã là cái nghiệp mà đi tội nghiệp làm gì? Cái nghiệp thì buông nó ra đi, để cho nó trôi đi đi quý vị. Đi nghịch nó lại làm gì? Thấy không? Được chưa? Đó. Rồi xong á, ở nhà phiền não quá cái gì đó, uống thuốc chuột. Thuốc chuột tự tử. Thì thuốc chuột mà uống một phát. Và nói nhờ đeo cái máy niệm Phật thì xúc ruột rồi tỉnh lại. Nhắn tin cho những Đức. Không có chết. Khi chuẩn bị uống thuốc chuột thì bà nói rằng rõ ràng thầy giảng Iran mà cưỡng làm có được. Cái tâm á, chuẩn bị uống thuốc chuột vì khổ quá rồi. Nó hết năng lượng rồi. Mà thời gian đâu có bao lâu về đâu mà nó hết năng lượng quý vị. Nó chùm mình rồi, phiền não nó chùm mình rồi, mình không có thoát ra được. Mình ở đây là mình do mình á, phiền não chút thôi, còn cái sự an lạc nó nhiều là vì gần chùa. Vì ta nghe Đức giảng hoài vì vui á. Rồi xong á, bả buồn quá, khổ quá. Rồi thấy cuộc đời nó mình không có lối thoát. Nhưng mà thật sự khi vui là nó có lối thoát hết trơn, còn những khi buồn chán nó không có lối thoát. Xong bắt đầu là mua thuốc chuột về chuẩn bị uống. Thì khi chuẩn bị uống á thì nghe kêu vậy nè, uống đi, uống một cái là hết khổ. Nó như Đức từng giảng vì nghe mà. Chứ bây giờ người ta thuốc sâu, thuốc chuột nó hôi cỡ nào mình sao uống được. Cà phê thì mình còn uống được chứ cái loại đó sao mình uống. Vậy đó mà cái lúc mà khi mà cái tâm nó muốn uống mà cái nghiệp nó đến mà mình không vượt qua được là cái mùi thuốc chuột, cái mùi thuốc sâu, y gan, cà phê thơm, uống ngon lắm. Ờ, à, không có giỡn đâu quý vị. Người ta uống hết một chai thuốc sâu được mà. Hồi xưa dưới quê là người ta uống thuốc sâu, người ta uống cả chai mà. Mà đa bằng cái người uống thuốc sâu tự tử mà chưa chết, mình đi hỏi họ, họ nói là nghe tiếng kêu không, mà kêu đông lắm, kêu uống đi nè, cụng ly nè, uống nè. Uống ngon lắm nghe, uống là hết khổ nghe. À, lúc đó tự nhiên nó chiếm luôn cái tâm thức của mình. Con người mình mê hoặc điên đảo. Rồi cổ nói là cô chuẩn bị uống thuốc chuột, là kêu cô uống đi, uống là hết khổ. Uống đi, uống là hết khổ. Cùng dứt, nuốt thuốc chuột luôn. Uống xong rồi bắt đầu là người ta cũng hay. Người ta đem về bệnh viện, mới nói là đi tới bệnh viện rồi xong bắt đầu là người ta lột cái máy niệm Phật ra. Bắt đầu người ta đem vô, bắt đầu người ta lấy cái dây, người ta chọt cái lỗ mũi. Để người ta bơm, người ta xúc ruột sao đó. Nó đau còn hơn là đúng là hơn đọa địa ngục, còn hơn là bị tra tấn, đau đến mức không tưởng tượng được. Nó đau dữ lắm.
Nó khi mà lúc mà bà tỉnh tỉnh lại mà còn mê mê, thì lúc đó bà nghe văng vẳng bên tai: thọ mạng chưa đến đừng có chết. Không? Đó là nhờ mỗi ngày nghe pháp niệm Phật nó còn chủng tử đó quý vị. Nên những đức nói cho quý vị nghe, nếu như mà lúc đó mà chết là đúng là uổng cuộc đời, rồi đọa lạc trầm lưng không biết chừng nào ra. Nên những đức nói vì cái quả báo tự tử nó đáng sợ lắm. Nó khổ cái thế gian này, nó khổ một thôi. Nó khổ cỡ nào nó cũng chỉ khổ khổ một à. Vì hãy suy nghĩ cái khổ cỡ nào, nó chỉ mấy chục năm ngắn ngủi đi qua rồi, nhưng mà cái khổ trong tam đồ ác đạo nó dài dữ lắm. Quý vị coi, quý vị coi nội mà súc sanh thôi, kiến mà bảy vị Phật ra đời, mà bảy vị Phật lâu dữ lắm, lâu dữ lắm, mà bảy vị Phật ra đời mà vẫn còn mang thân kiến, mang thân bồ câu, mà tám vạn kiếp vẫn còn mang thân mù câu. Mà súc sanh đó, nó đã là cái khổ đau nó giảm bớt, ngạ quỷ tăng hơn. 500 kiếp ngạ quỷ chưa được dùng một miếng nước, 500 kiếp chịu đói mà chỉ liếm được một miếng đàm. Còn nếu như có những loài quỷ chuyên ăn máu mủ của phụ nữ ngày tháng ở trong nhà vệ sinh, chỉ có ăn đồ đó mới được, đồ dơ mới ăn được, còn thứ sạch sẽ không ăn được. Còn có những loài quỷ mà 500 kiếp chỉ liếm được một miếng đàm, khi gặp nước, gặp đồ ăn ngon là thèm lắm, nhưng mà chỉ cần đến đụng vô là lửa cháy trong miệng cháy ra. Sự khổ đau không tưởng tượng được. Cổ thì nhỏ như cái kim mà bụng to như cái biển, mà ăn không được, mà đói mà cứ sống hoài, thở ra lửa, ra khói. Mà cái nghiệp quả mà nó phải chịu khổ đau như vậy, đây là tụng trong kinh Địa Tạng, trong kinh quý vị sẽ nghe biết liền gì đâu. Nên từ nơi đó sự khổ đau của quỷ đạo là nó đã nhẹ bớt hơn địa ngục. Địa ngục còn dài hơn không tưởng tượng được. Nó gọi là địa ngục A Tỳ, vô giác, là không có một chút thời gian gián đoạn khổ đau, giờ giờ khắc khắc khổ đau. Thí dụ chúng ta nói một ngày mà chúng ta ở đây, mà sự hành ngục của chúng ta ở trong địa ngục, nhìn là cái xác chúng ta đầy ở trong cái địa ngục hết trơn. Mà cái xác đó nằm trong cái địa ngục không có không gian thời gian. Cái địa ngục đó nó rộng đến mức vì cái nghiệp mình quá lớn. Cái tâm chiêu cảm của sự sân hận khi bị giết, nó chiêu cảm tiếp tục nó phân tán cái việc hành ngục ra. Nên chúng ta nhìn trong địa ngục toàn là xác của mình không. Địa ngục á, mà mình vô là do nghiệp mình đã tạo mà mình đi vô trong địa ngục sân hận. Tham lam nghiệp mình tạo mà đi vào là quỷ đạo. Ngu si nghiệp mình tạo mà đi vào súc sanh. Nên những đức nói tam đồ ác đạo kinh khủng lắm. Nhưng mà chỉ một cái tội của quả báo tự tử thôi, mà nó có luôn cái quả báo của sân hận, nó có luôn quả báo của tham lam, và nó có luôn quả báo của ngu si. Đáng sợ chưa? Một cái tội của tự tử mà nó có ba cái quả báo của tam đồ ác đạo. Nên quý vị biết nó còn nằm trong quỷ đạo, rồi nó còn nằm ở trong ma đạo, nó nằm ở trong gọi là cua hồn đạo, bất bơ bụ ngoài đường nữa, gọi là thân trung ấm, chưa đi đọa lạc liền nữa. Nên mới nói là còn cảnh giới của cua hồn đạo. Nên cua hồn nó đi bất bơ bụ ngoài đường, gặp ai mà si phước, đến lúc bẻ tay lái té, người ta tại không biết tu, thấy mình đời mình khổ quá, làm cua hồn bất bơ bất vượng, bây giờ bẻ tay lái cho người ta để người ta té, người ta chết. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng, quý vị nghe những điều này đi, để quý vị gặp những sự việc ai khổ đau quý vị, sự cố của bản thân mình đó. Cô đó là cô nghe nhà Đức giảng mỗi ngày ngồi ở đây mà từ lúc trước, bây giờ tính ra gần chắc 5-7 tháng gì không đi lại đây nghe, mà bây giờ nghiệp duyên đến lúc vớt rớt đài luôn, kinh chưa? Mà trong khi hồi đó đi đây làm công nhân đi tới lui, nhìn bả cũng như bà bé Tư này nè, nó cũng lùng lùng mập mập tròn tròn gì nè, nó bây giờ không biết làm sao luôn đó. Thấy chưa, mình thấy không, mình gần chùa chiền đừng có nói là mình công phu gì cao mất công quá đi, mình mà không gần được nghe pháp, cái quay lực của tam bảo nó lớn, cái quay lực của hội chúng này nó đông này, nó có quay lực nó lớn. Nên Phật nói trong kinh là đức chúng như biển cả mênh mông. Những đức nói với vị nghe,
Chúng ta nghe đạo là để chuyển số mệnh cuộc đời mình luôn. Chính bản thân những đức mà không học Phật Pháp làm sao được như ngày hôm nay? Làm sao được như ngày hôm nay mà giúp bao nhiêu con người được? Bản thân mình làm cho mình còn chưa xong, đụng đến là sân hận, đụng đến là tham lam, đụng đến là ngu si. Hai tội kia đã phạm thì ngu si là có phần. Nên chúng ta quý vị à, học đạo học làm sao càng học càng đơn giản, càng bình dị. Hãy đem Phật Pháp áp dụng trong cái cuộc đời của mình á. Lúc này những đức có những cái chương trình nấu ăn á, cái chương trình này những đức nói, những đức coi lại, những đức thấy nó sống động quý vị ơi. Một buổi chiều để lên như vậy mà nó qua khoảng cỡ 20 mấy tiếng mà nó lên số lượng khoảng 30 mấy ngàn người coi. Đây là cái trang mình vậy là coi quá đông rồi đó, còn nhiều trang chia sẻ nữa quý vị coi. Mà nó rất sống động, tại vì trong công việc đó những đức chia sẻ Phật Pháp luôn, rồi nói về cái chuyện niệm Phật nằm ở trong cái việc làm việc. Tại vì chúng ta bây giờ là những người làm việc nhiều quá, nên những đức dùng cái cách này chia sẻ Phật Pháp sống động để quý vị coi, mà quý vị vừa vui mà quý vị lại đem cái câu Phật hiệu áp dụng vào cái công việc của quý vị. Những đức nói cho quý vị biết cái việc nấu ăn của một gia đình ăn rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Một ngôi chùa người nấu ăn cực kỳ quan trọng luôn, nếu tâm người này ổn định. Quý vị coi bây giờ những đức đi vào trong bếp nấu ăn, lúc trước một buổi sáng là 15, 16, có khi 20 người xuống nhà bếp. Có khi nhiều bữa mà làm đồ ăn thêm là xuống thêm số lượng rất là đông. Vậy mà những đức đi vô bếp mà bây giờ còn chỉ có 5 người phụ những đức. Tất cả số lượng kia lên trên điện tu, quý vị thấy không, nó đặc biệt gì đâu chứ. Mà nấu ăn cũng được, chúng ăn được, gọn mà ăn được, ngon lành. Những đức nói, những đức đi xuống với nhà bếp nấu ăn bây giờ, khỏi cần ai nấu gì cho những đức ăn mất công. Quý vị biết rằng á nghe, nấu ăn mà nếu biết nấu chỉ một cần một dĩa đồ xào tới bị ăn cơm cũng ngon. Biết nấu á, dĩa đồ xào là ăn cơm cũng ngon nữa. Còn nếu mà không biết thì chịu thua, nấu dở quá, không biết niêm. Nên á, mình nấu ăn á, một là mặn, còn hai là lạc. Đừng có lừng chừng. Cuộc đời có người cũng vậy, bị lừng chừng là khổ à. Cứ là đứng chướng giữa, rồi cái tay vịn bên này, tay vịn bên này, bị sống sao đây? Quý vị ơi, chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta nên biết thương mình. Nếu đến với nhau mà cảm thấy vui vẻ, an lạc thì đến. Còn nếu đến với nhau mà làm nhau đau khổ, thà đừng có đến với nhau. Đúng quý vị? Đến nhau làm gì? Lừng chừng chi? Tội nghiệp làm gì để làm nhau đau khổ thêm? Quyết định đi. Thà quyết định một lần, về sau nó còn có tương lai hơn. Còn hơn là mình lừng chừng hoài. Thí dụ như bây giờ còn có thể có thuốc trị được thì trị, còn không trị được thì thà chúng ta dứt đi. Nên chị Đức nói trong cuộc đời này, quý vị đừng để luống qua những thời gian của cuộc đời mình, nhất là giữa con người đến với con người với nhau. Nếu đã đến với nhau mà đa phần tạo nghiệp thì thà đừng đến nhau nữa. Đến nhau mà mỗi ngày chửi mắng đánh đập nhau thì đến nhau làm gì? Quý vị nói nghiệp thầy ơi, do chính quý vị không quyết định. Nếu như quý vị quyết định một phát một là nó vượt qua đó quý vị, không có giỡn đâu. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói câu rằng, ta đến thế gian để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Nếu như quý vị có một cái nguyện lực niệm Phật cầu sanh cực lạc cho nó mạnh, những đức nói rằng cái nghiệp lực quý vị chuyển được đó. Cái nghiệp lực chuyển được. Bởi vì bản thân mình phải phấn đấu mạnh mẽ lên. Sự việc chưa đến mình phải tính trước cái chuyện sẽ đến với mình. Vì trong cuộc đời này không có bao giờ mà tu hành mà yên hoài cho mình, mà không bao giờ mà thịnh hoài. Có thịnh thì phải có si, mà có si mà bình tĩnh thì nó thịnh lại. Chứ si rồi mà mình không biết khéo léo là nó si luôn. Nên những đức nói đời của mình bây giờ mình tính đi quý vị. Chúng ta từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình, dù mình có khổ đau cỡ nào mình cũng phải tu. Mình có mắt sạch hết mình cũng phải tu. Đừng có nên gượng gạo để nghịch nó lại, không có được cái gì đâu. Thà chúng ta không cầm được thì buông đi, nó còn khỏe hơn. Nhưng mà quý vị ơi, chính ở trong chùa những đứa cũng thấy có những người vì họ làm công việc họ nặng nề thế ghê,
nặng nề kinh khủng đó quý vị ơi. Vậy đó mà khi cho họ nghỉ, họ phải chịu khoảng thời gian, mình phải động viên họ dữ lắm. Trong bụng mình nói, ủa ngộ ta, đúng ra nguyên thằng khoảng thẳng thời gian giác nặng quá, bây giờ buông xuống đúng là nó nhẹ, tại sao mà nó lại nặng nề. Hỏi họ, họ nói thầy ơi, tuy nó nặng nhưng giác quen. Quý vị ơi, quý vị gặp một người chồng, người vợ cũng vậy đó quý vị ơi. Tuy là sống với nhau đau khổ vậy mà nó quen quý vị à. Nó quân tập thành quen. Giống như những đứa kể nhiều câu chuyện, quý vị nghe nó thô thô, nó mắc cừ. Nhưng mà hãy bình tĩnh, gác chân lên giác mà suy nghĩ. Ừ. Như những đứa kể câu chuyện, cái ông chồng đã là rụng răng, hôi nách, râu ria rậm rạp, mà mỗi lần nó hung là nó đâm bấy mặt. Vậy mà chịu 10 năm, vậy mà khi mà nó đòi chia tay, bà khóc, bà quỳ xuống, bà lết, bà quỳ, bà cầu xin ổng đừng bỏ bà. Khi mà ổng quyết định bỏ bà thì bà lúc đó bà đau khổ quá, bà mới tìm đến chùa mình bà tu. Sau này bà tu bà an lạc, bà vui rồi bà mới gặp những đức, bà tâm sự. Bà nói thầy ơi là thầy, sự đau khổ của con người trong cuộc đời này mà nói cũng là quân tập thành quen đó thầy ơi thầy. Con nè thầy, đã là sống với người chồng răng thì rụng mà nói chuyện hôi miệng kinh khủng, mà mỗi ngày đầu tiên chịu không nổi, gâu của nó cứng không tưởng tượng được, nó hung đâm bấy mặt hết chứ, rồi thêm là nó hôi nách không tưởng tượng được. Ban đầu gán gồng gán mà chịu đựng, chịu đựng được 3 năm thì nó quen. Chỉ cần nó đi đâu một ngày hai ngày nó không về là buồn khổ đến mức không chịu nổi. Đến sau này sống 10 năm thì nó quyết định nó bỏ con, nó chia tay. Chính con quỳ xuống con xin đừng bỏ em. Vậy đó thầy. Nó nhe răng ra nói mày nhìn răng tao này, mày nhìn râu tao, mày nhìn nách tao hôi cỡ này, mà mày ham gì mà mày còn nại nỉ. Vậy mà con quỳ xuống, con khóc, con nói rằng như thế nào em cũng chịu, em cũng thương. Bất cứ cái gì của anh là trong lòng em đẹp nhất. Kinh chưa? Mày thấy chưa? Quân tập thấy chưa? Quân tập thành quen. Đó, quân tập thành quen. Giống như có cái cô này, cô làm gái. Cô làm gái tính ra 7 năm. Cô nói trung bình một đêm cô tiếp khoảng cỡ có khi 7 cái đàn ông, 5 đàn ông, có bữa ế thì 2. Trong 7 năm chờ cô tiếp đàn ông, không biết bao nhiêu đàn ông mà nói, không thể nào nhớ mặt nổi. Già, trẻ, bé, lớn gì tiếp hết. Có khi người bà con dòng họ mình đến, có khi cũng không biết mặt nhau, cũng tiếp luôn, tiếp hết mà. Thì bà nói rằng, thầy biết rằng, tuy là nó không phải đơn giản đâu thầy. Khi nó gần gũi quá nhiều đàn ông, nó cũng mệt mỏi. Nhưng mà ngộ lắm, nghỉ một ngày cũng cảm thấy nó buồn. Nó kinh không? Mệt mỏi nhưng nghỉ một ngày thì nó buồn. Nó buồn là do không kiếm tiền được. Chứ lúc mà làm nghề đó thì không phải cảm giác của tình yêu hay là cái sự gần gũi đàn ông nữa, mà là nó không kiếm tiền được, nó buồn. Rồi cái đây là cái nghề của mình rồi, không làm thì không được. Thích làm như vậy đó. Vậy đó mà từ khi mà có bạn bè rủ đi đến chùa thầy tu tập, thì con đi đến chùa thầy nhiều lần, con cúng dường cho thầy đó. Mà tiền đó là tiền con làm gái rồi thôi, mới lấy ông cái ông 85 tuổi gùng gắn. Con em được con cúng dường cho thầy đó thầy. Thầy có biết không? Như nói sao biết được. Sao biết? Nên cái tiền tam bảo là cái tiền đa dạng quý vị. Nhưng mà con lợi con chỉ nghe thầy giảng vui, và coi thầy nói cái tội lỗi của thầy ngoài đời mà gì mà con quyết định con quay đầu. Thầy biết rằng là con làm xuyên suốt, mà từ khi con nghe pháp thầy là con nghĩ từng một từng con giảm bớt một ngày. Mà thầy biết một ngày đó con nghĩ con phải chống đối với lương tâm con. Nó chống đối cái gì? Buồn thầy ơi. Tại vì đêm nào cũng 7-8 người nữa quen rồi. Bây giờ mà đêm mà không có ai, nó tự nhiên nó buồn kỳ cục.
Lạ gì đó. Vậy mà con gắng, cố gắng con nghe thầy giảng để mà nó chen vào cái chỗ trống vắng đó để con đừng đi làm. Vậy mà con bắt pháp của thầy, con nghe suốt từng bài. Nguyên đêm đó con không đi. Là nhờ thầy gịch con lại. Kinh khủng không? Nói vậy đó. Rồi từ từ á, bà mới giảm bớt thêm ngày nó là 2 ngày. Rồi từ từ cái bà đi làm 3, 5, 7. Cái bớt từ từ. Cái từ từ bà bớt từ từ. Từ từ cái bà dồn khách là hết một lần. Cái dồn khách là đặng bà đi chùa. Bà làm một lần thôi. Bà dồn khách lại một lần hết. Tại vì điện thoại á, bà dồn lại bà phân thời gian ra. Rồi bà tiếp lượt khoảng cỡ chục ông gì bà tiếp đại một lần. Qua thời gian, kinh khủng không? Bà nói gì đó. Rồi xong bắt đầu từ 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 bà giảm. Bà nói bây giờ bà dứt luôn cái nghề làm gái. Dứt luôn nghề làm gái. Rồi bây giờ mới đây nè, Tết hôm nay vô đây chùa tu luôn. Đó. Bà gặp như thế bà nói một câu, nói thầy, con thì cuộc đời con hư hỏng lắm. Năm nay thì con mới có 30+ tuổi thôi. Thấy không? Nên thầy nhìn thấy con ti làm gái nhưng mà 7 năm chờ mà thầy nhìn con còn đẹp không? Bà cũng đẹp lắm. Bà cũng đẹp lắm á. Xong bà nói nè, cuộc đời thầy đi tu, thầy cố gắng. Thấy không? Tâm tư thầy có cái gì thầy báo cho con biết. Mệt thiết ghê không? Thầy đừng có đụng ai mất công thầy bỏ tu. Có cái gì thì con chiều thầy mà con không nói gì đâu. Chịu không nổi luôn. Vô tới trong chùa rồi mà dùng cái câu không nhận từ bi gì. Quá từ bi quý vị. Ý nói thà đừng, thầy đừng có đụng ai chứ mất công. Có cái gì ảnh hưởng thà con chịu đựng hết chứ. Nó thôi Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Chị cho em sống những ngày tháng còn lại bình yên. Thấy không? Chị mà còn gặp tôi mà chị nói cái này chắc tôi chị chia tay quá. Không còn gặp nhau nữa. Thấy không? Ghê không? Nhưng mà dùng cái lời chân thật mà nói. Nhưng mà nói đây cách nói vậy đó. Nó nghĩa là giống như là mình giúp họ cảm ơn mình quá quý vị. Đi tu luôn. Đó. Nên quý vị biết rằng đó, Phật Pháp nó chuyển hóa đó. Pháp chuyển hóa đó. Thấy chưa? Mà từ những bài pháp vui vẻ. Bà nói một câu vậy nè. Con nói thiệt chứ, con có duyên gì với thầy, con nghe thầy con chịu. Thầy vui, thầy nói thầy hư, nên con nghe thầy đó. Chứ nếu mà con nói ai mà có giảng hay cỡ nào, chứ con cũng không có thể nào mà nghe được. Không có nghe được đâu. Nên quý vị biết rằng nhiều cái bài giảng Phật Pháp của những đức, nhiều người người ta nghe, người ta được lợi ích lớn là nó đơn giản. Và mình thấy mình đó quý vị, mình làm được. Mình thấy mình dối tới mình lấy được quý vị. Chứ không phải là mình không lấy được. Nên những cái điều những đức chia sẻ là những điều nếu quý vị mà chân thật áp dụng, quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Lớn dữ lắm. Nên á, mình có cái khổ đau gì trong cái cuộc đời này, vì đừng có suy nghĩ đến cái chuyện tự tử. Đừng bao giờ nói cái nghiệp gì, quý vị hãy cố gắng mà vượt qua. Quý vị mà không vượt qua được thì cái quả báo không tưởng tượng được đâu. Đừng bao giờ cái người mà không hiểu nói một câu rằng con tự tử có nghĩa là con giải quyết vấn đề giải thoát. Không có giải thoát đâu, tầm bậy quá. Còn mang thân này chúng ta mới còn cơ hội để quay đầu. Nhưng mà cái khổ đau là do chúng ta dồn nén trong tâm. Chúng ta dồn nén trong tâm mà chúng ta khổ thôi. Bây giờ như Đức nói với quý vị nghe, chúng ta chỉ có cái mạng này thôi quý vị. Đúng, thật sự chỉ có cái mạng này thôi. Bây giờ những Đức hôm nay 43 tuổi, cái mạng này không biết giữ được chừng nào thì nó sẽ chết. Thì quý vị coi cái khổ đau gì nó cũng nằm ngay cái mạng này thôi. Thì công nhận không? Dạ. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ chúng ta ăn 3 buổi ăn của chúng ta là vì cái mạng này nè, vì cái thân này nè. Mà 3 buổi ăn này quý vị ngồi hãy bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta vì 3 buổi ăn này mà chúng ta tạo nghiệp rất là nhiều. Có khi chúng ta đi trộm cắp tà dâm, nói dối đủ chuyện đó luôn, vì 3 cái buổi ăn. Mà chúng ta ăn qua cuộc khổ họng là xong. Nên những Đức đi rửa nhà vệ sinh, những Đức sâu sắc lắm. Đi rửa nhà vệ sinh sâu sắc lắm. Đi rửa nhà vệ sinh mấy ngày nay á, rảnh đi rửa nhà vệ sinh một chút. Hôm qua có cái phòng nhà vệ sinh, cái bà cụ, bà chạy vô nhà vệ sinh không có kịp.
Sau này bị già đi bà sẽ biết cái van của mình nó không còn phá được nữa. Bây giờ cái van mình còn phá được là mình làm chủ được đó, nhưng bị xài thời gian sau này van nó bị phá không được. Mấy bà ở trên á, cái chánh điện á, mấy bà đang tu vậy đó mà nó mắc rồi là chạy không kịp, lúp xúp gì đó. Có nhiều bà là đi một quân chạy ra, tại vì cái van mình phá mà được. Rồi chợ chạy tới nhà vệ sinh thì chưa kịp vô, mà vô rồi không kịp ngồi, thì vô rồi là ai xuống là một bãi ở trong cái nhà vệ sinh. Đi rửa nhà vệ sinh sẽ hiểu điều này liền à. Nhà vệ sinh tập thể nó dữ lắm quý vị, giỡn đâu. Đi vô nhà vệ sinh mấy bà chơi nguyên bãi, lấy tay hốt, xong như đứa cầm phăng bá lên thì đứa cầm dò dò nè, xong như đứa hử thử. Mình nói nè, những đứa nói với bản thân mình nghe, cuộc đời con người đa phần là vì cái cục phân này mà tạo nghiệp cả đời. Cái ăn của con người có khi vì miếng ăn mà trở thành cái hàng mọn. Chính mình ở ngoài đời ngày xưa mình biết mà, ông chủ hay là người nào có tiền đi nhờ mình làm cái gì chút, em phụ anh chút, một kết bia, một con gà luộc, anh em chút ăn nhậu chơi, làm chạy tay chạy chân hết trơn, rồi được một kết bia uống chơi với mấy anh em đùng. Khi người ta cho mình ăn một miếng mà mình làm cực vô cùng để được miếng ăn nhậu, rồi cuối cùng qua cổ họng mình rồi còn là cái gì, là một đống phân. Rồi cuối cùng chúng ta mãi mãi cũng vì nó như vậy cả đời mà đi tạo nghiệp. Quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ nghe. Có nhiều người quý vị, người ta cứ cho người ta là trí thức, người ta là người hiểu biết nhiều. Cái văn tự người ta không có dùng những văn tự gì. Những đức nói quý vị, chúng ta dù có trí thức gì đi chăng nữa, nhưng cuộc đời con người phải cần xác thực quý vị ơi. Nếu mà không xác thực thì con người bây giờ chúng ta không có thời gian để suy nghĩ ra được những lời quý vị nói mé mé. Chúng ta không có thời gian đó đâu. Giống như những đức nấu ăn, những đức cũng nhìn ra. Dù quý vị nấu ăn không có màu mè gì đẹp, nhưng cái quan trọng là quý vị niêm ăn được. À, quý vị mà niêm ăn được là người ta sẽ ăn nhiều à. Lạ vậy đó. Quý vị coi giờ cái quán nào bán súp bán phở gì mà họ mà nấu mà niêm ngon là quý vị sẽ đồn ra quý vị là ăn à. Dù là không có màu mè, nhưng mà cái chỗ màu mè trang trí rất đẹp, nhưng mà ăn dở thì cũng không lỡ ăn nữa. Vậy thì sao? Phật pháp là quan trọng, quý vị làm sao đưa cho người ta mà tiếp nhận được. Tiếp nhận được mới quan trọng. Bởi vì cuộc đời của những đức từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời mình, tôi sẽ càng ngày tôi dùng văn tự càng đơn giản. Nói thật sự, ai mà không biết trau chuốt văn tự. Tôi giảng đến cái mức này rồi thì văn tự cỡ nào mà tôi không trau chuốt được. Mà tôi không trau chuốt là vì sao? Tôi càng nói đơn giản, một là hạ mình, bản thân mình cũng như người không có học. Hai là để cho người khác dễ tiếp cận hơn. Chứ thật sự mà nói ra, đã chia sẻ Phật pháp quen đến mức này rồi, đọc kinh hay đọc sách gì ra thì giảng thôi, thì cũng trau chuốt những văn tự được rồi. Nhưng mà làm gì chi người ta khó tiếp nhận dữ lắm. Thôi mình hãy đơn giản với bản thân mình, đã là nó không có một cái trình độ gì hết thì bây giờ mình tạo cái gì cho trình độ mình. Thôi cả đời mình hãy làm một con người đơn giản nhất đi. Ai nhận thức được thì nhận thức, không nhận thức được thì thôi. Thật sự mà nói, bao nhiêu người đây mà người ta chịu làm thì cũng mừng cho cuộc đời của mình. Đi đến cái cõi này mình làm việc này rồi, chứ đòi hỏi gì quá cao nữa. Nên những đức mong quý vị học đạo, học đơn giản. Càng học càng đơn giản, càng học càng dễ tính, càng học càng vui vẻ là đúng rồi đó. Quý vị dữ liệu lại cái bài chia sẻ Phật pháp của những đức đội cái nón á, lâu lâu quý vị nghe đi. Bài đó là cái bài vui mà từ đó giờ những đức giảng bài đó vui nhất, mà nó cũng đặc biệt nữa. Nó nhiều cái giảng của nó hay lắm mà nó vui dữ lắm. Cứ buồn buồn bật lên nghe đi là cười à. Đức làm nhiều cái vị thấy không, mắc cười chưa? Mà quý vị thấy những đức công nhận là những đức chia sẻ Phật pháp với những đức tự nhiên thiệt. Chính bản thân những đức coi mà những đức còn thấy mình quá tự nhiên luôn. Không có còn bị hình thức câu thúc được, chứ không có ngại văn tự. Quý vị biết rằng ngại cái gì? Nuôi bà già
mà mình cao xa sao nuôi bà già quý vị. Nên những đức nói ít ai nuôi người già lắm. Những đức nói phải tự hào quá, người ta không có nuôi đâu, vì mấy bà già kỳ lắm, người ta không có nuôi bà già được đâu. Bây giờ nhiều người quý vị, cha mẹ mấy vị nuôi một người còn khó kìa, họ kỳ lắm, họ làm kỳ lắm. À, hôm qua kìa, những đức kìa bước vô gặp bà cụ, kêu cô khỏe không, tôi quýnh chết mẹ mày bây giờ chứ khỏe. Mày nghĩ đi, kinh khủng không? Nó chơi vậy đó mà hỏi sao chịu nổi, làm bậm trợn thấy ghê. Tự nhiên hỏi cụ khỏe không, tự nhiên tôi quýnh chết mẹ mày bây giờ chứ khỏe. Hơi ba trợn mà trách chi, già cả có lẳng chút xíu, lúc nhớ lúc quên, hiểu không? Xong như Đức nói tôi dậm chết ba mày bây giờ nữa. Thì bây giờ mấy bà già mình hiểu tính bà quá, bà làm vậy đó mà mình tôi dậm chết ba mày bây giờ, tự nhiên hả. Niệm Phật hay không? Dạ. Sợ, không dám gì nữa chứ, không im ghé à. Nó vậy đó mà làm vậy rồi mà mình không có dằn lại được là đi chửi người khác nữa. Ừ, đi làm hoài. Nói bị coi á, nuôi người già giết kinh nghiệm. Bởi vì mình hiểu hết trơn rồi. Không phải đơn giản đâu. Có khi á, lẳng mà kỳ cục lẳng kỳ lắm. Tự nhiên con người ta đi ngang gặp ngồi cũng dễ thương, nói cụ dễ thương quá. Lời bà biểu rồi con. Lời bà biểu con, bà nói này nghe coi. Cái gì bà đứa mặt nè, mắt dài. Thôi. Tự nhiên sao quýnh kỳ cục vậy, kinh khủng không, chịu nổi chưa? Chứ vậy đó, quý vị biết nuôi người già đâu có đơn giản. Có nhiều người ta nói câu nói là tại sao ông thầy Đức ông nuôi người già gì mà ông nuôi nhiều dữ mà hay vậy chàng. Vì tôi cỡ nào tôi cũng làm được giống hết trơn á, có làm sao tôi làm được vậy đó, thấy không? Khi mà lỡ mà nắm đôi tay kéo gịch mình bu ra bu không bu ra, mình cũng làm theo mắc cười quý vị. Mình mắc cười mình vui thì mới nuôi được. Vui mới nuôi được. Nhìn thấy tội nghiệp, vì tương lai mình cũng già như người ta thôi. Mình không có trách người ta làm gì thì mình mới nuôi được người ta. Nên những đức nói với các cô mà chăm bệnh, như đức nói nè, đừng có bao giờ đặt vấn đề với cái chuyện các cụ mình phải giảng sanh. Mà chuyện giảng sanh là cái chuyện các cụ tự hiểu mà giảng sanh, hiểu không? Còn vai trò mình là nuôi người ta để bồi dưỡng duyên phước cho mình để đời này thành tựu, thì việc này mình hãy làm đi. Đừng bao giờ nói tôi dùng cách này cách kia để tôi bắt buộc với bà già giảng sanh. Càng nuôi càng hiểu, càng nuôi càng thông cái tâm luôn quý vị. Bởi vì con cháu đừng có đem tiền cho bả là hại bả. Quý vị biết rằng Tết nhất lợ thì con cái trong lòng cũng nghĩ lâu lâu lợ thăm cha mẹ một lần. Thì thôi cho bả chút đỉnh tiền cho bả vui. Chứ lợ mà không cho gì nó kỳ quá. Cảm giác mình ngoài đời cũng hiểu nguyên lý này nữa quý vị. Nhưng mà cho bả là hại bả. Cho bả 2 triệu thì ngày nào bà cũng cầm 2 triệu rồi bà điếm. Ngày nào cũng cầm 2 triệu rồi bà điếm, phải hại bả không? Trong khi những đứa khôn muốn chết luôn. Tết nghe là những đứa phải chịu cực, những đứa khôn lại cầm 2 triệu điếm hoài vậy đó. Rồi bắt đầu là mỗi tuần chủ nhật đem ra 2.000 phóng sanh. Mà 2.000 phóng sanh á, mà 5 triệu quý vị nghĩ đi, bao nhiêu mới hết 5 triệu. Phóng sanh 2.000, ngày cúng dường tam bảo 2.000. Cứ ngày nào cũng ra tam bảo cúng dường, còn nhiêu đem vô điếm hoài vậy đó. Rồi thời gian đó bà chết queo rồi, bà sao giảng sanh đây? Phải con cháu hại bà không? Mà bây giờ thử đi, ai mà lấy của bà cái đi rồi bà buồn. Những đức lợi, những đức kêu đưa là không có dám cãi rồi đó, nhưng mà buồn, sẽ buồn. Tội gì mà tội?
thấy chưa? Thấy chưa mày? Đó, nên con cháu nghe gì thại vị không cúng một cắt nào cũng được, đừng có cho bà gì chứ. Nếu mà tội nghiệp bà thì cho bán cái bánh cho bà ăn, hoặc là mua bánh em cho cả đại chúng ăn cũng được, lỡ thăm là được rồi. Đừng có cho bà gì chứ, để bà dễ ra đi, sau này bà dễ giảng sanh nên bà đi cảnh giới tốt đẹp hơn. Thấy không? Nên Đức nói mấy câu chăm bệnh thôi, kệ bà đi, bà xả nhiều từ từ kệ bà. Nên những Đức vô, những Đức ưa nói nè, bà không xả thì cuối cùng cũng vô tay những Đức à. Bà chết xong thì những Đức cũng là lấy tiền bỏ thùng đảm bảo chờ. Bây giờ bà xả trước bà có phước lớn. Còn bây giờ bà không xả, mai mốt bà chết bất tử thì cũng những Đức lấy chờ. Bà nghe nhiều bà hiểu thì bà buông hết trơn á. Nhiều bà mà ấy bà gích, gích từ từ. Nó từ 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 từ. Không phải đơn giản đâu, bà không có con bà cụ. Bà lớn tuổi rồi, bà nói với mấy cô vậy nè: mấy cô là có trách nhiệm chăm tôi. Lâu lâu con tôi đem tiền vô, tôi cúng dường cho thầy, nên mấy cô có trách nhiệm nuôi tôi. Mấy cô nói những Đức nghe, bà cụ có nói gì? Những Đức vô, những Đức nói: mấy cô không có trách nhiệm gì nuôi bà chứ. Bà có cúng không cúng gì những Đức cũng nuôi bà. Những Đức nuôi bà vì cái tình người, bà phải đối đáp lại bằng cái tình người đối với các con. Thấy không? Đó. Chứ bà đừng bao giờ bà nói rằng bà cúng dường cho thầy một chút rồi mấy cô có trách nhiệm làm công cho bà, không có chuyện này đâu. Cái làm công này bao nhiêu tiền cũng không trả được đâu nghe bà cụ. Bà nên nhớ kỹ nghe chưa. Đó, quý vị biết không có đơn giản đâu. Nuôi con người phải có lý luận sắc bén đó quý vị. Vừa đa dạng tư tưởng, có lý luận sắc bén, trong mọi cảnh duyên không bị phiền não, đụng chuyện này chuyện kia sở ra được. Số lượng người gần 2.000 người trong chùa, vì nói chuyện đơn giản quá. Người ta một cái khóa tu của người ta, một chương trình người ta còn chưa được 2.000 người. Còn này người ở trong chùa quanh năm mà đã là 2.000 người. Nghĩ cỡ nào chưa? Giờ càng ngày càng đông rồi, năm nay ta vô ở rất là đông nè, thường trụ vô rất đông luôn. Bây giờ mà đưa lên thăng đăng ký cái chắc cũng cỡ 50-60 rồi đó. Vô ở rất là đông. Nó mà quý vị biết cái kinh tế bây giờ bên ngoài khó khăn cỡ nào chưa? Làm ăn mọi mặt vất vả khó khăn. Nên thờ thế này những Đức nhào vô bếp là đúng luôn. Khuôn lại. Để mình có dư tiền ra mình mua gạo cho người nghèo. Rồi xong chương trình khiếm thị mình làm thêm. Phước báo của chùa mình nó tăng thêm. Với năm nay nè là cái năm có khi xây chùa rồi nữa nè. Đó. Xây chùa nữa nè, năm nay nè. Đó, Hòa Thượng mình đang xây ngôi chùa dưới gì? Châu Đốc hả? Ở Châu Pha. Châu Pha chứ. Đúng không? Đó. Nên từ nó thôi, bây giờ Hòa Thượng ngày có cái duyên xây chùa, ngày xây đi. Cho chúng sanh được nhờ. Nên quý vị biết rằng cuộc đời của người mấy mươi năm ngắn ngủi quý vị ơi. Già cả rồi khổ lắm, khó tu dữ lắm. Người ta sai lầm, người ta nói câu nói: già đi mai mốt hay đi tu? Tầm bậy. Còn trẻ tu trước đi. Tu nó không có khổ gì đâu mà không tu. Tu nó còn ngon hơn không tu nữa. Thiệt á. Mình mà tiếp nhận Phật pháp thì mình ít bao giờ mình khổ lắm. Hồi đó nhà Đức chơi thành phố khổ te tua. Đi chơi cũng khổ à, cũng buồn à, ngộ ghê á. Sao đi chơi mà đi về là nó buồn à, nó không có vui. Nhưng mà bây giờ mình thường vui lắm quý vị ơi. Có đi chơi đâu đâu mà cũng vui nữa. À, vui lạ ghê luôn á. Thì thấy lúc nào nhà Đức cũng cười vui quá chàng luôn mà. Mà sao giả được. Vui mà làm sao giả vui. Buồn có giả buồn được nữa. Buồn thì buồn thiệt, vui thì vui thiệt, chứ không có giả đâu quý vị ơi. Hiểu không? Đó. Nó từ đó đó. Mình mà vui mình nhìn cái gương mặt ai mình thấy mình cũng mắc cười chứ. Nó ngộ với quý vị. Nhìn ai cũng thấy vui mắc cười lắm. Nãy quý vị thấy nhà Đức chuẩn bị lên chia sẻ pháp, đi tới đây là thấy mắc cười. Đi đây là mắc cười. Chứ không có giỡn đâu. Đi là xuống là vừa tới chỗ đó là mắc cười, không biết mắc cười cái gì.
Chắc nghĩ mấy bà cũng đang mắc cười. Chiêu cảm mấy vị. Thấy không? Đó. Mình mà bây giờ gặp nhau trong cuộc đời này mà giúp nhau an tâm là hạnh phúc nhất. Thấy không? Đừng có làm nhau những việc gì bất an quý vị à. Mà chúng ta cũng đừng đem những việc bất an vào trong tâm làm chi. Thì tập đi. Đem bất an vô tâm làm chi à. Chị em hợp thì chơi chung, không hợp thì đừng có chơi chung thôi. Đúng không? Mà mình đừng có chơi chung mà mình cũng đừng có hận thù chứ cho nó mệt. Mấy bà hận thù là tam đồ ác đạo có phần cho mấy bà. Nghe chưa? Hận thù chi ạ? Chú vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. Quên ở bên này nè. Bánh xèo. Hiểu không? Bánh xèo. Bữa mùng 8 tháng 3 như Đức Chế chỗ tài nấu nồi chè cho quý vị ăn. Chè đặc biệt. Được chưa? Đó. Xong một chút nè, mình ra ngoài bóng xanh cứu biết thực. Xong rồi bắt đầu là gì? Xuống ăn bánh xèo nghe không? Tất cả những người chưa đến thì thôi tì hỉ ăn bánh xèo kìa. Ai với đâu mà hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.